Phật ở Phật giới thì có sự cân bằng hay không? Lục rõ rồi. Giữa tánh Phật và kim thân Phật ở Phật giới thì có sự cân bằng hay không? Giống như con người mình đó, mang thân người rồi tánh người sao? Có nghĩa là kim thân Phật bao lớn là tánh Phật nó phủ vậy thôi, chứ cân bằng gì? Có nghĩa là giống như mình mang thân người thì cái tánh người nó trùm khắp theo cái thân của mình, thì tánh con người mình một thước sáu, tánh Phật nó cũng vậy thôi. Tánh người nó cũng bằng một thước sáu. Có nghĩa là ăn thua cái kim thân Phật mà lớn thì tánh Phật nó theo cái kim thân Phật, chứ sao nói cân bằng được, thấy không? Câu hỏi này chưa hỏi đúng lắm. Bởi vì trong kinh ta nói là chân tánh theo Phật khắp nơi mà hành. Cái tánh Phật, cái thân Phật bao lớn là cái tánh bao lớn đi theo. Đó, mà phải hiểu vậy chứ bằng. Tánh bao nhiêu, thân mình bao nhiêu thì máu nó lưu xuất bấy nhiêu. Bởi vì con người ta đụng đầu cũng có ra máu. Ở dưới giò, ở dưới chân cũng có máu, mà trên đầu cũng máu. Từ ngón tay, ngón chân, đầu cũng có máu hết. Nó phải trùm theo vậy đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Khi giáo lý được công bố ra thì xóa mê tín dị đoan, tốt cho con người và xã hội. Vậy khi giáo lý được công bố ra, có cái loài cô hồn thì có bị ảnh hưởng gì hay không ạ? Không, cô hồn không phải. Cái giáo lý nó kẹt ở chỗ này là nó nói bằng sự thật. Mà con người sống ở thế gian này không thể nào chịu nổi sự thật. Vì cái chỗ đó, cái giáo lý nó khó ra đó. Bây giờ nói thật ra là con người mình đây hiện giờ nó là sao? Sống với thời đại văn minh 4.0. Có nghĩa là nó, cái thế giới này nó chuẩn bị nó nói hết ra những cái gì mà của cái thế giới này. Rồi bây giờ mình suy nghĩ đi, những cái chuyện mà cầu xin cúng tụng lại lục rồi sao đây? Nếu mà cái này nó xóa một cái, thế giới này dường như là không có cái gì hết trơn. Bởi vì con người ta thế giới này phải sống bằng cái tưởng, ta sống mới vui. Còn nếu mà không tưởng sống không vui. Bởi vì thế giới này mà không có, bởi vì con người ta đó, sống chết gì do cái tưởng. Mà không tưởng làm sao đây? Không tưởng làm sao sống? Nó dường như là con người trơ trẽn. Thấy không? Giờ suy nghĩ nè. Bây giờ nếu mình nắm căn bản nè, trái đất này gọi là ngũ thú tập cư, thần người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Bây giờ mình muốn lại ai đây? Chọc mình chắp tay xuống mình lại ai? Mình suy nghĩ đi. Bài ra cúng cho ai? Rồi suy nghĩ đi, nếu mà nó trắng ra. Mà cái này đó là khoa học nó nói là gì? 4.0 chứ sự thật. Giáo lý đạo Phật Thiền Tông nó nói dường như là ban ngày hết. Không thể chịu nổi được. Có nghĩa là những cái mà gọi là người ta tưởng tượng người ta làm thì hoàn toàn đối với cái đạo Phật Thiền Tông này nó xóa hết. Rồi có thể là cái giáo lý đạo Phật nói ra được không? Hoàn toàn. Thấy là hoàn toàn không nói được. Có nghĩa là giáo lý đạo Phật Thiền Tông mà nói ra thì tất cả những nơi gọi là tâm linh quyền bí dường như là nó lột trần ra hết, thành ra không ai. Bởi vậy nếu mà bây giờ mình suy nghĩ này, nếu mà cái mà giáo lý đạo Phật nói ra thì tất cả con người đọc này giống như là con người khoa học. Đọc được cái giáo lý này giống như con người khoa học, không tin bất cứ gì hết. Bởi người ta rõ hết rồi, là sao? Suy nghĩ đi. Con người đọc giáo lý thì con người trở thành con người khoa học và con người vật lý học. Thì tất chịu mơ màng, mơ mộng, tưởng tượng đều không sử dụng được. Vì thế mà ông Phật nói viết cái giáo lý vậy thôi, chứ sự thật là khó công bố ra đó.
trừ trường hợp là cái thế giới này đi vào cái chu kỳ sắp chết, giáo lý sẽ công bố ra. Bây giờ vừa bây giờ cái thế giới này con người nó còn đang ở trong thừa kỳ cường thịnh của vật chất thì không thể giáo lý công bố ra được. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc thế giới vật lý này, bởi vì thế giới vật lý này giải quyết mọi sự mọi việc trên trái đất này đều hoàn toàn giải quyết bằng vật chất, không còn. Còn tinh thần chỉ là do mấy người tưởng thôi, cái tưởng là do mấy người sống bằng tưởng tượng thôi, chứ sự thật không có. Cái trên thế giới này không có cái gì nữa rồi đó. Nhiệm vụ thần làm cái gì, người làm cái gì, ngạ quỷ làm cái gì, súc sanh là tại sao, thực địa ngục là tại sao, thực vật là tại sao. Đó, nếu mà công bố ra một cái là nó thiệt, con người đây, người nào vừa đọc qua một lần trở thành con người siêu nhân hết. Rồi, con hỏi tiếp đi. Có lần bác nói người tu theo thiền tông khi không tạo được công đức để trở về Phật giới thì đi vào loài cô hồn. Vậy nếu lỡ vào loài cô hồn mà hết kiếp cô hồn á, thì còn nhớ lại cái thiền tông và tiếp tục theo tu theo thiền tông nữa hay không ạ? Bây giờ đó, con người ta phải hiểu thế này nè. Mình ở đây nếu mình tạo phước dương thì lên các cõi trời, phước âm ở đây ác đi xuống sâu hơn. Còn nếu mình không tạo gì, nó ở trên cái thế giới này khó mà không có tạo, mà chỉ người mà thích tham ở lại trong dòng tộc. Bây giờ đa số mình hiểu thế này nè, tất cả những người mà không tin gì, không đến chùa, không đến đền miếu gì hết, ở nhà có lo cúng ông bà tổ tiên thì đời đời kiếp kiếp ở trong dòng tộc. Còn muốn vô cái loại ngạ quỷ thì khi mình sống ở đây thì phải giành giật hơn thua lương lẹo với người ta thì chắc chắn mới vô được. Muốn vô cái ngành nào thì phải ở trên thế gian này phải làm lão luyện cái ngành đó thì mới vào được. Chứ không phải là muốn vô ngạ quỷ dễ đâu. Anh muốn vô ngạ quỷ giống như bây giờ này. Bây giờ ở Sài Gòn nó có những cái băng giang hồ đi. Bây giờ anh muốn vô băng giang hồ, đừng tưởng muốn vô đó. Anh phải vô thử thách. Chứ đừng cái anh mà anh vô mà anh từ thiện quá biểu vô giang hồ, làm sao nó chấp nhận cho anh vô giang hồ được. Vô trước nhất anh phải thề thốt với nó, sanh tử với nó. Giống như cái mấy cái người mà buôn lậu á, anh vô buôn lậu thì anh phải có cái cương lĩnh của nó chứ. Mới vừa vô hù cái chạy ra, làm sao buôn lậu, làm sao vô giang hồ được, phải không? Không được. Muốn ở thế giới này, con người là cái trung tâm để luân chuyển đi. Muốn luân chuyển đâu thì phải quyết chí vào cái luân chuyển đó. Ví dụ bây giờ muốn vô làm thực vật đâu phải chuyện dễ đâu. Anh muốn vô, anh phải, trái đất này là trái đất nhân quả. Anh không tạo phước, anh không tạo phước dương, phước âm, mà không có tạo cái gì, anh đi lừa gạt người ta đó. Mà đóng vai ông này bà kia đi lừa gạt mới vô được cái thực vật này. Tất cả những trong thế gian này mười kêu bằng lục đạo luân hồi, đây là nói thì ngành nghề của luân hồi chứ không phải là muốn vô dễ đâu, phải không? Muốn vô làm ngạ quỷ còn khó hơn chi đừng có nói muốn lên trời. Muốn lên trời là anh phải có cái đẳng cấp, anh đi như thế nào anh mới vào cái cõi trời được, chứ không phải muốn vô cúi đầu lại xin lên trời ở, không có cái chuyện đó đâu. Cái thế giới này là cái thế giới nhân quả, anh muốn hưởng cái quả đó thì phải thực thi đúng cái quả đó anh mới vô được, chứ không phải đơn giản đâu. Bởi vì người ta tưởng tượng rồi người ta bày ra những cái chuyện mà nó siêu đẳng không đúng. Tất cả cái gì thế giới này phải đi theo cái quy luật của nó, còn không có thì cứ ở dòng tộc hoài, luân chuyển trong dòng tộc hoài. Vì dòng tộc chỉ cần anh thương cha mẹ con cháu vợ chồng anh em với nhau là ở dòng tộc. Chết trước khi chết thì cũng phải khóc một cái rồi chào, chắc chắn phải trở lại dòng tộc đó. Anh muốn mến mà mến dòng tộc phải ở dòng tộc, còn mến Phật thì anh phải có công thức đi ra. Mến trời cũng vậy thì phải có công thức đi lên, chứ không phải ấy đâu. Bây giờ tôi nói thật á, mình tưởng là muốn vô thực vật không phải dễ đâu. Vô thực vật cái cây nó sống bình thường, mà anh vô làm sao có đẳng cấp, anh vô mình phải nhập được cái cây đó. Giống như con người ở thế gian này nè,
Anh muốn nói cõi âm thì phải người cõi âm nhập vô mới nói được, chứ không phải không tự nhiên. Cái người bình thường nói chuyện cõi âm sao ai biết? Phải người âm nhập vô. Mà làm sao nhập đây? Một là phải tu đi xuống cõi âm. Hai là anh phải làm sao mà cái ham muốn cái đẳng cấp anh nó nằm ở trong cái cõi âm thì cái người âm ta mới nhập được. Rồi mình mới nói cái chuyện mà cõi âm. Muốn làm cái nghề gì khó lắm. Trái đất này gọi là lục đạo luân hồi, nhưng đây là cái nghề của cái người ở thế gian này. Muốn đi đâu phải ham muốn thật đúng và đồng thời thực thi đúng cái công thức của nó mới đi được. Còn không cứ ở mãi trong vòng tộc thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Nhờ tổ kỹ thuật kết nối cầu truyền hình trực tiếp. Kính thưa soạn giả Nguyễn Nhân cùng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, chúng con xin được phép đọc câu hỏi như sau. Một, tại sao pháp môn Thiền Tông không cho dạy chỗ đông người và phải đợi đến khi người khác năn nỉ thì mới dạy họ? Bây giờ cái pháp môn này là nó phá vật lý. Xung quanh con người là hoàn toàn sống về vật lý. Cái này đưa vô không thể nào chịu nổi. Bây giờ suy nghĩ nè, người ta đang làm cái nghề gì đó mà anh vô anh chê, anh nói bằng sự thật người ta không chịu nổi. Chứ đừng nói chỉ cái Thiền Tông này. Thiền Tông này nói duy nhất chỉ có cái nhà khoa học và nhà vật lý học, người nào trong đầu óc nó có cái hai cái phần này mới hiểu nổi cái Thiền Tông này. Chứ ngày xưa Đức Phật muốn nói cái này ông cũng không nói được, bởi vì không có chứng minh bằng khoa học được. Bây giờ ngày xưa mình nói vậy, nó nền văn minh không gian, giờ ai biết? Bây giờ cái người thường mà không biết là văn minh không gian chứ đừng có chi mà ngày xưa. Nền văn minh không gian có nghĩa là tất cả những gì khi con người mất đi nó trở về không gian hết. Kể cả chữ nghĩa, rồi văn tự, hay là bất cứ hình ảnh, màu sắc, mẫu mã gì nó nằm ở trên không gian hết. Khi người ta văn minh người ta mới lấy là được, thấy không? Mà bây giờ đó, tất cả những người nào, những nơi mà tập hợp để làm gì, không cúng thì cũng lại, không lại thì cũng tụng, không tụng thì cũng cầu xin, rồi sao? Thiền Tông nó vô nó nói trắng bóc cái này rồi phá người ta, ai dám vô đó nói không? 5 phút sau anh vừa nói, 5 phút sau anh vô quan tài luôn á, thì làm sao dám công bố cái chuyện này được? Bây giờ đó người ta khoa học rồi, thời đại này là cái thời đại bằng khoa học. Những cái gì là con người phải biết hết, từ vô hình hữu hình, từ linh thiêng huyền bí, cái đó là cái gì phải biết. Khoa học khám phá ra được mà. Mà Thiền Tông đã khám, Đức Phật đã khám phá ra mấy ngàn năm rồi, bây giờ mình mới nói ra mà ta còn không chịu nổi, thì hỏi chứ làm sao dám đi cái chỗ đông người mà nói. Thấy không? Bây giờ mình nói đúng ra cho đông người đây trèo vô trong hốc, trong cái xóm quê của Tân Mỹ này nói, chứ mà ở Sài Gòn bất cứ nói chỗ nào chết liền chỗ đó. Chứ đừng có tưởng ở đây nó ít người thành đã ráng nói được, nhưng mà có giấy phép mới nói. Chứ xin lỗi, không có giấy phép ông tù cũng không dám ngồi đây nói đâu. Thấy không? Rồi thỏa mãn câu hỏi không? Không thỏa mãn thì hỏi tiếp hoặc đầu đặt câu hỏi khác. Tiếp theo là người có công đức ít nhưng trong sáng thì Đức Phật có trợ giúp để trở về Phật giới không ạ? Công đức ít, công đức nhiều không biết. Nhưng mà khi mà anh nhắm con mắt, anh thấy được, mở con mắt ra, anh đi được. Nhiều mà anh không mở được, anh cũng không là, anh không biết đường đi. Người ta thả anh giống như cái người mù mà thả ra đường, xe nó chạy ào ào, không ai dám cho anh đi. Mà anh phải mở con mắt ra. Ít nhiều không biết, phải mở con mắt ra. Còn cái vấn đề mà mình muốn về Phật giới
Thì giống như mình học cửu chương ở đây này, cái gì cũng thật, nó đúng tới đâu, biết tới đó thì mới được. Khi đi vào trong cái cõi vô hình rồi, những hình ảnh nó hiện ra những cái gì mình phải biết, còn không biết nó lầm rồi đi theo nó sai, nghe không? Vì thế mà trong cái trở về Phật giới, người ta nói là phải ham muốn thật mãnh liệt, có nghĩa là phải tôi đời này tôi về thôi, tôi không làm gì hết, nhưng mà con đường về phải cho rành. Con đường về giống như là mình học cái bài học thuộc lòng, lúc nào cũng nhớ cái chỗ này thì đi về mới được. Nên nhớ rằng con người ta đi về chết vì cái tưởng, vừa ra nó nói xin lỗi không phải dễ đâu, bao nhiêu cái cạm bẫy ở trước mặt mình, thấy không? Mình phải làm sao vượt qua được cái cạm bẫy của thế giới vật chất này mới đi về được. Chứ muốn về Phật giới không phải dễ. Vì thế mà bắt buộc cái đường về Phật giới anh phải học cho rõ. Tất nhiên là phải bỏ cái tưởng mới về được nha. Anh mà tưởng anh về không được. Vừa tưởng ra thấy tưởng ở đấy là trật rồi. Bởi vậy thành ra tu đạo Phật, thứ nhất là cái tưởng phải cho đúng. Cho mình tưởng nhưng phải tưởng cho đúng, chứ đừng có tưởng tầm bậy. Thứ nhất là tưởng theo cái ham muốn là chết đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Tiếp theo là thưa thầy, mong thầy chỉ giúp con cách tu giải thoát tiện và nhanh nhất ạ. Giúp tu tu giải thoát nghe trong sách ta nói rõ rồi, giúp gì, tự mình chứ. Bây giờ người ta chỉ con đường đi là tự mình đi, chứ giờ nói thầy giúp rồi còn chờ đi. Bây giờ mình buông cái gì mình buông hết đi là mình đi. Bây giờ nó tôi đi mà cái giò nó cột vô cái gốc cột nhà làm sao đi. Đã buông muốn đi thì phải học cho rõ, không ra không ai giúp ai được hết. Ông Phật còn không giúp được, không như tôi là gì, tôi là phàm phu tục tử làm sao người ta giúp ai. Đi là tự mình, về Phật giới tự mình. Đó, ta nói, bây giờ trên thế giới này chưa có cái nơi nào mà nói bằng thực tế và con đường về Phật giới rõ ràng như chùa Tân Diệu. Thì giờ nói vậy thôi, giờ chỉ có học. Học cái bài này, đọc cái bài này làm sao mà cho nó thuộc lòng, thuộc giống như cửu chương. Ai nói số nào trả lời số nấy, chứ không có cà lâm. Nói ra một là một, hai hai, bảy lần bảy, bốn chín, chứ không phải bảy bằng bảy, bốn tám được. Nó phải đúng cái luật của nó. Thì đường về Phật giới phải vậy, thấy cái cảnh gì là biết nó như thế nào, bỏ cái tưởng, thấy biết đúng thôi, đừng tưởng. Thứ nhất đường về Phật giới, cái tưởng mà dính vô là rồi, ở thế gian này, con người ta chết vì cái tưởng, đi lại cũng vì cái tưởng, mà đi cầu sinh cũng vì cái tưởng, thấy không? Đi cái bất cứ thế gian này cái gì cũng phải sử dụng cái tưởng hết, vì cái tưởng mà nó chết, nó kéo ở thế gian này. Còn nếu bởi vì tu đạo Phật là nó sử dụng cái tưởng chính xác 100% thì không bị lầm. Còn nếu không sử dụng cái tưởng mà không đúng là chắc chắn 100% bị lừa. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo là tại sao đạo Phật là trùm khắp mọi nơi, mong thầy giải thích kỹ giúp con ạ. Cái người này hỏi đó thì người thường trả lời, Phật tử Thiền Tông trả lời, Phật gia không trả lời, Thiền gia càng không trả lời. Cái câu đầu tiên là Phật là trùm khắp mọi nơi, chân tánh theo Phật khắp nơi mà hành. Bây giờ ông Phật á, mình ở đây là phàm phu, mà tới thời kỳ khoa học mình còn trùm khắp mọi nơi, huống chi ông Phật. Ông Phật người ta toàn năng toàn giác, còn mình không toàn năng toàn giác, nhưng mình nhờ trợ giúp kỹ thuật của khoa học. Bây giờ nói ở đây Mỹ thấy nghe không, mở máy ra cái
cái chùa Tân Diệu nó nằm bên Mỹ á, lên núi Bà Đen cái chùa cũng nằm ở trển á, mà lên Hy Mã Lạp Sơn cái chùa Tân Diệu cũng nằm ở trển á, không trùm khắp là gì. Có nghĩa mình nói ở đây bây giờ tất cả bất cứ ở đâu trên thế giới này 1 triệu cái máy mở ra đều hoàn toàn có cái chùa Tân Diệu hiện tại đó. Cái chùa Tân Diệu là nó nhờ cái trợ giúp của khoa học, nó chỉ cho cái trùm khắp mọi nơi của một vị Phật. Vì thế Phật muốn hiện đâu là ta hiện ở đó, thấy không? Thành ra mình mới ấy được. Bây giờ vì thế mà khoa học nó văn minh nó cao, nó mới chỉ được cái này thì người ta mới tin. Vì thế mà các vị thiền sư thứ thiệt nha, thiền sư thứ thiệt khắp châu thân anh chỗ nào không máu, chỗ nào đụng cũng có chảy máu hết. Vì thế mà trong kinh Đức Phật có dạy như này, chỗ nào không Phật, khắp nơi nơi đều có Phật, khắp nơi nơi đều có Bồ Tát, chỗ nào không có. Đó, mình phải hiểu cái này rồi mới hiểu cái đạo Phật. Tại sao Thiền Tông phải đến văn minh mới phổ biến ra, còn cái thời Đồ Đồng không giải được, không giải thích được. Vì nó thiếu cái chứng cứ bằng khoa học. Bây giờ khoa học nó văn minh lên vậy mà nói, còn người ta còn không đồng ý thì suy nghĩ đi, thấy không? Thì bây giờ muốn tu theo thì phải hiểu câu Phật là trùm khắp mọi nơi. Phải hiểu cái giờ này, chỗ nào cũng có Phật hết, thì mình mới hiểu cái đạo Phật Thiền Tông này. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là trong Kinh Kim Cang, Phật nói mẹ sinh ra chư Phật chứ không phải thường. Điều đó có ý nghĩa như thế nào ạ? Để nó lặp lại cái gì? Cái câu đầu. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật nói mẹ sinh ra chư Phật chứ không phải là thường. Cái này á, chữ Kinh Kim Cang là mẹ sinh ra chư Phật. Chính cái Kinh Kim Cang này nó chỉ cái tánh Phật luôn cho mình đó, mà tại mình không biết. Đọc Kinh Kim Cang, ngộ Kinh Kim Cang thì mình là Phật đó, thì không phải sanh ra mệnh gì. Cái kinh này đẻ. Chính cái ông Lục Tổ Huệ Năng, ông không biết nha, mà ông đọc Kinh Kim Cang, ông nghe là ổng là Phật đó, ổng sanh ra ổng Phật đó. Thì có nghĩa là Kinh Kim Cang đẻ ông Lục Tổ Huệ Năng luôn rồi. Cái ông Lục Tổ chỉ là con người bán củi bình thường thôi, mà tại sao ổng là một tổ? Không nhờ Kinh Kim Cang thì Lục Tổ Huệ Năng không trở thành một vị tổ đâu. Tổ là gì? Tổ là cận kề với Phật rồi đó. Thì vì thế mà trong Kinh Cang thường nói là Kim Cang là mẹ sanh ra chư Phật. Ai đọc Kinh Kim Cang ngộ thì người đó gọi Kinh Kim Cang là mẹ. Còn anh đọc mà anh không hiểu gì thì chửi Kinh Kim Cang đồ ma dương. Muốn chửi, muốn tôn trọng Phật hoặc ma dương thì cũng do cái ông Kinh Kim Cang này thôi. Anh học, đọc, anh hiểu là tất nhiên là Kinh Kim Cang, nhờ tôi đọc Kinh Kim Cang mà tôi hiểu là Kinh Kim Cang nói sanh ra một vị Phật, phải không? Còn học mà không hiểu, dục đem đi đốt thì sao? Đem đốt rồi chết rồi, rồi còn còn chê người ta nữa rồi sao? Đó, mình phải hiểu cái thế giới này nó là vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo là nếu người tu Thiền Tông không vượt qua được 3 lần thử của cô hồn và phải theo vào loài cô hồn thì họ phải làm sao để được quay trở về dòng tộc ạ? Bây giờ đó là do mình, tới đó mình không qua được thì đừng có vô dòng tộc, khỏi vô. Đi qua cặm bẫy 3 cái phần này, anh qua không được thì đi vô cái đám mà nó lừa anh đó. Thì đám đó sao? Đám đó là đám cô hồn, thì phải vô làm lính của mấy ổng chứ sao? Làm sao thả cho anh về dòng tộc được? Đó, anh bị lừa, bởi vì người ta nói là tu đạo Phật phải tu cho bằng trí tuệ, những cái gì phải cho hiểu thật rõ, đừng có ai lừa mình hết. Bởi vì tôi nói là, vì Kinh Kim Cang có nói là gặp Phật phải giết Phật,
gặp ma phải giết ma. Còn này mấy cô hồn mà anh nghe nó rồi thôi, nghe nó là do cái tưởng. Đi về nó, bây giờ Thích Ca rớt con này, nay con về Phật giới rớt con đi theo, rồi đi theo ổng là chết. Đi đi đường nào, đi vòng vòng hơi cái vô vô nhà ổng rồi ổng đóng cửa rồi thôi, làm sao thoát ra đây. Vô ba cái cửa này là do ba cái đẳng cấp của hồn nó gạt mình đó. Không được thì nó đem vô. Giống như ở Sài Gòn nó lừa đó, lừa không được là nó đi nó bắt mình bắt cóc mà, nó về bắt cóc nó đem vô cái chỗ nào mà cái tổ chức của nó. Thì cái thiền tông này cũng vậy, anh đi ra, anh khi mà anh thoát ra được cái này rồi, anh phải không thoát qua được thì phải vô tổ chức của nó. Tổ chức của nó là do cái ông nào lừa đó, tổ chức nó là cái gì thì phải vào cái chỗ đó. Mình phải hiểu thế giới vật lý này. Trên trái đất, bề mặt trái đất hình hữu hình là vật chất, vô hình là cô hồn, rồi phải hiểu cho đó. Đừng có tin bất cứ gì ở trên trái đất này thì con người mới thoát ra được cái quy luật nhân quả này. Ở trái đất này không hiểu thì 100% chắc chắn là phải theo cái nhân quả hết, không cách nào thoát ra được đâu. Tưởng đâu ngồi đó tu 100 năm, anh tu 1000 năm anh cũng chết chứ đừng nói tu 100 năm. Phải hiểu cái quy luật vật lý này thì mới thoát được cái việc. Mà trong tất cả các tông đạo Phật, duy nhất chỉ có thiền tông mới dám nói cái này thôi. Còn tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú hoàn toàn không dám rớ tới cái này. Vì sao? Vì nó là khởi nguyên, khởi đầu của một cái đạo, nó nằm ở trong thời kỳ đồ đồng. Mà phải cái thời kỳ nguyên tử, sau hậu nguyên tử chuyển sau điện tử không gian thì thiền tông mới nói được. Nhớ là điện tử không gian thì mới nói được, chứ còn tiền điện tử cũng không nói được cái này. Vì tiền điện tử giờ cái bằng sơ khởi phát minh, không thể ai chứng nhận này. Mà đến khi mà cái loài người đến tới cái cõi gọi là bây giờ người ta gọi là 4.0, là đi vào cái độ văn minh của nó, bắt đầu đi qua năm có thể nó bị hủy diệt cái trái đất này luôn. Nó văn minh, văn minh lên một chút xíu nữa đi. Giờ suy nghĩ nè, mới có 2 năm nay thôi, giờ khoa học nó tiến triển khủng khiếp lắm. Từ cái máy điện thoại, từ cái tivi, rồi từ cái hiểu biết con người, nó đi về cái nền văn minh hủy diệt đó. Phải không? Bây giờ nó thật đó là hồi xưa mà mình muốn mà cầu truyền hình không phải chuyện dễ đâu. Bây giờ dễ như ăn cơm. Mà cầu truyền hình không phải ở đây Hà Nội rồi, có 1000 mấy trăm cây số, Mỹ cũng làm được, cho nên nửa dòng trái đất cũng vẫn làm được. Thấy không? Không phải đơn giản đâu. Rồi đây là cái gọi là cái nền văn minh phơi bày ai cũng biết. Còn cái nền văn minh kín đáo là cái gì? Là cái đó là nói cái hủy diệt rồi. Không ai nói, ta phải giấu cái này, không có thể đem cái nghề này trưng bày ra trước mọi người được đâu. Đó, thành phải mình hiểu đó. Vì thế mà tu đạo Phật là tu bằng trí tuệ. Còn anh không trí tuệ thôi đừng có vô đạo Phật, mất công. Thà đạo ngoài anh tu thì sướng hơn. Vô đạo Phật, bởi vì Đức Phật nói là 1 triệu người có 1 người thôi. Mà người đó mà còn chắc lọc quá, 100 người mới lấy có 5 người thôi. Nên nhớ khó khăn lắm, chứ không phải dễ đâu. Chứ không phải đơn giản cắm đầu lại rồi cắm đầu cầu sinh này kia nọ. Bởi vì cái con người mà nguyên điện tử rồi, con người nói về không gian được rồi, thì hoàn toàn những cái kia không xài tới. Rồi anh hỏi tiếp đi. Con nghe nói khi chết, hồn của mình được đưa lên Nguyệt Cảnh Đài, được xem lại tất cả những việc làm tốt xấu của mình, sau đó sẽ đem xem xét có tội hay phước để đi trả nghiệp. Điều đó liệu có đúng không ạ?
Cái đó là mấy ông tưởng thôi, cái đó gọi là tu tưởng. Làm gì cái chuyện đó? Ai mở cái cuộc họp đó? Tôi không nói ai. Nói rồi đây sẽ ngấu ngày phán xét. Ai phán xét cái này? Đó là tu tưởng thôi, làm gì có cái chuyện đó. Bây giờ xe điểm A qua điểm B, tới điểm B đổ anh phải xuống thôi, chứ không có chạy được. Chứ không có dù qua điểm B được phán xét, anh không có chuyện đó đâu. Cái đó là tu tưởng. Mà cái đó là cái trí óc của thời đồ đồng. Thời nguyên tử không xài cái đó, thời điện tử không xài cái đó. Cái đó là thuộc về trí óc của thời kỳ đồ đồng. Mà ta mới tin, ta mới làm vậy. Mà do cái tưởng con người ta, nó mới ra cái này. 84.000 cái tưởng, nó thuộc về cái tưởng 8 muôn 49, 38, chứ không phải là được 4.000 đâu. Thấy không? Dẹp cái tưởng, tất cả gì thiền tông thực tế, không có nói gì. Giống như anh đi mua hàng 10 đồng thì phải trả ta 10 đồng, chứ không có nói đi ra mà rồi kiểm tra, không có chuyện đó. Cái này ta bán bao nhiêu, bỏ tiền nhiều lấy về, có vậy thôi. Đừng có tưởng bất cứ cái gì hết. Tưởng là sai. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo, tại sao con người có ở thế giới này ạ? Tại sao ạ? Tại sao con người có mặt ở thế giới này ạ? Cái này cũng như hỏi con người chưa hiểu thiền tông. Phải không? Chưa hiểu. Trời đất, đầu tiên ta nói rồi, coi cái quyển số 9 lại đi. Tại sao ông Thích Ca vô đây? Ổng cũng ham, ổng ham kim thân Phật mới vô đây. Gốc con người là ở đâu? Gốc con người là ở ngoài kia cả. Gốc con người ở Phật giới á. Vô đây ham mang một kim thân Phật mà thấy nhà lầu khoái quá ở hoài, chứ cái gì cũng đẹp quá không chịu về. Phải đọc đi, cố gắng đọc lại, đọc quyển số 9 lại, thấy không? Chứ hỏi vậy người ta cười, vô thiền tông mà hỏi câu này nó cười. Muốn hỏi á, lấy tất cả kinh sách của những người nào mà giỏi viết ra, móc trong câu hỏi đó ra, hỏi rất hay. Đó, nên nhớ rằng tất cả những người viết kinh sách ra, moi cái này ra hỏi tôi nói cho nghe, có ông nào nói trúng nói trật tôi nghe, tôi nói hết cho nghe. Tìm đi những cái gì mà có tiếng viết ra, nói từng câu, xin lỗi, 10.000 câu hỏi trong những cái quyển sách này nè, nói là tôi nói cho nghe. Chứ còn cái chuyện này thì ai tu thiền tông không biết, đầu tiên muốn vô đây là gì? Mình ở Phật giới thấy kim thân Phật lớn phái nhào vô, hỏi làm sao đường vô, ông chỉ đường vô. Vô nhà mình bây giờ vô trúng cái Nam Diêm Phù Đề á, chứ không phải Đông Thắng Thần Châu của khác. Mình vô cái Nam Diêm Phù Đề mà ở ông Thích Ca ở 8 tỷ năm, mình chắc 80 tỷ năm rồi mà chưa chịu về đó. Trái đất 10 tỷ năm bể một lần, mà mình 10.000 tỷ năm là mình ở bao nhiêu trái đất. Thấy không? Giống như thế gian mà ta ở sập bao nhiêu cái nhà rồi đó mà cũng không chịu đi ra. Phải hiểu, cố gắng theo thiền tông, phải cố gắng học cho kỹ cái phần này. Cái bốn cái câu mà Thái tử Tất Đạt Đa đã đề cập đến trước khi ổng đi ra khỏi hoàng cung. Con người từ đâu đến thế giới này? Đến thế giới này để rồi tranh giành hơn thua, chém giết với nhau, sau cùng chết đi về đâu? Cái câu đó đã thiền tông đã trả lời trắng bóc rồi. Cố gắng xem lại cho kỹ, nghe không? Rồi bây giờ muốn về Phật giới đi như thế nào? Trên thế giới này chưa có cái chùa nào dám dẫn về Phật giới. Giác ngộ còn không biết, huống chi đường về Phật giới làm sao biết? Đường về Phật giới là cái sau cùng của cái thiền tông này, chỉ rất rõ ràng con đường mình về đó. Thì học thiền tông cố gắng làm sao hiểu được cái này. Thứ nhất là con đường về,
ở đây tại làm sao dính, mình thoát được cái quy luật này thì mới về được. Còn nếu mình không hiểu cái này thì mình tu tưởng, hoàn toàn mình tưởng là mình chết với mấy cái ông tưởng á. Rồi nói tiếp đi. Tiếp theo, ngộ đạo bằng tánh Phật và ngộ để về Phật giới khác nhau như thế nào ạ? Lặp lại. Ngộ đạo bằng tánh Phật và ngộ để về được Phật giới thì nó giống nhau và khác nhau như thế nào ạ? Ngộ đạo là mình phải chỉ hiểu, là ngộ là hiểu, chứ ngộ là hiểu. Đạo là cái lý thuyết của một ông Phật nói ra hoặc là một vị nào nói ra thôi, chứ đâu có về Phật giới được. Còn ngộ để về Phật giới không được, không đúng. Ngộ Phật giới là hiểu đường về Phật giới, mà anh không về, anh không có phương tiện đi, hoàn toàn anh không về được. Giống như anh ở đây, anh nghiên cứu tất cả con đường đi nước này nước kia rồi, và tôi muốn đến nước đó, là anh hiểu đi à. Ví dụ anh đi Pháp mà nó lên cái lịch đi Pháp đúng thì anh biết. Còn nếu mà anh không biết là tôi đi Pháp nó đưa vào bên Trung Quốc làm sao? Thấy không? Thành ra cái ngộ đạo, ngộ là hiểu. Chứ đạo này nó không phải là con đường, mà nó là lời của một vị giáo chủ dạy ra, gọi là đạo. Anh phải hiểu đó đó. Tất cả ngộ đạo cái gì cũng không có giải thoát được, không có về Phật giới được đâu. Về Phật giới bằng cái công thức khác. Cái công thức ta đã nói rõ gì trong thiền tông này rồi. Em cố gắng xem lại. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo là trong giải đáp ngày 13 tháng 1, thầy nói những vật vô tri cũng có sự sống. Con chưa hiểu vì sao những vật như đất, đá lại cũng có sự sống ạ. Xin thầy giải thích giúp cho chúng con rõ. Bây giờ mình thí dụ cái này nó mới dễ nè. Cái cục đá mà nó chưa chết, nó vẫn sống. Nhưng mà cái phát triển nó rất chậm. Giống như cái cây nó chưa chết, mình biết nó sống. Mà cái cây nó chết cho mình biết nó. Vì thế á, mà tại làm sao cái hòn đá nó linh, cái cây nó linh là do cái này, cái nguyên do này. Tại làm sao cái cây mà nó lâu năm anh chặt nó giết anh ạ. Là do cái mà mấy cái ông thầy á, ông nhập vô lấy dao chém mấy cây là chém ổng á. Thì ổng có phản ứng, ổng có thần thông mà phản ứng. Thì ông làm cho mình bệnh hay gì đó. Còn cái hòn đá cũng vậy. Nên nhớ rằng cái hòn đá đó mà thấy nó bóng nó láng đó, là cái dường như thấy nó còn sống đó, thì mấy cái quan hồn mới nhập vô được. Thành ra đá nó mới linh, chứ đá chết nó khác. Mình mới thí nghiệm con người của mình à. Con người của mình mà nhìn thấy con mắt láo liên, rồi cái màu da nó tươi tắn vậy đó, thì con người còn sống. Còn con người chết nhắm mắt xanh lét, mắt tay mét rồi, đụng không nhúc nhích, cũng con người nhưng mà nó chết. Thì mình xem cái này, cái kỹ thuật này thì mấy cái ông vật lý ổng mới hiểu được đá sống đá chết. Không phải đá cái nào cũng chết mà cái nào cũng sống. Nó cũng có tuổi thọ của nó. Nhưng mà về cái đá mà nó bắt đầu nó chết thì nó đi vào cái chu kỳ mục rất nhanh. Còn cái đá mà nó sống đó, nó không một mà lại nó phát triển à, nó phát triển nó rất chậm. Nó mình đi á, mà cái cây á, thì mình chạy được 15-17 số, còn nó đi nó rờ rờ. Còn ở trên thế gian này con gì chậm nhất là con rùa, mà nó đi chậm một gấp 1000 lần con rùa. Thì sao, trên trái đất này cái gì cũng có sự sống và cái gì cũng có cái chết, theo cái quy luật thành trụ huệ diệt. Cái đất cái đá từ đâu có, nó cũng theo cái chu kỳ thành của nó, rồi nó trụ thời gian, nó hoại nó diệt. Tất cả sinh vật sống trên trái đất này hoàn toàn không ai qua khỏi cái quy luật này hết. Đó, mình phải hiểu như vậy.
Đá thì cũng có sống mà đá chết, con người cũng vậy, cái cây cũng vậy, muôn thú cũng vậy. Không cái này thoát ra được cái quy luật này. Đi đào cái này thì cái người hiểu phải hiểu về cái vật lý cho sâu thì mới hiểu được. Chứ mà nghe người ta nói sơ sơ rồi mình hỏi thử thật cũng không biết gì đâu. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo, có những người tu có khả năng xuất hồn. Họ nói hồn họ có thể đi đến những nơi họ muốn, nhưng nếu hồn không thể quay trở về nhập xác họ thì họ sẽ chết. Vậy hồn này là gì ạ? Xin thầy giải thích cho chúng con hiểu. Có những người họ tu có khả năng có thể xuất hồn, và họ nói là hồn họ có thể đi đến nơi nào mà họ muốn, mà nếu như không quay về nhập xác được thì tức là họ đã chết. Vậy cái hồn này là như thế nào ạ? Nói đúng là xuất hồn không phải cái hồn của mình xuất đâu. Cái hồn mình là cái tánh á, làm sao xuất được. Mà nó vô một vị thánh ở ngoài, nó nhập vô rồi nó xuất ra. Có đó mà nó là mượn của mình mà. Mình giống như là cái xe vậy đó. Anh tài xế mượn cái xe anh chạy, thì anh tài xế ngồi giữ cái xe đó là phải im lặng để cho cái ông kia chạy. Cái xuất hồn này không phải là con người xuất, mà do ngạ quỷ xuất. Ngạ quỷ nhập và ngạ quỷ xuất, không phải lại đâu. Nó xuất đi, nó xin lỗi á, nó đã từng làm ngạ quỷ rồi thì cái vùng nào nó biết hết. Nó làm bộ nó xuất, nó đến cái nhà này nhà kia, chứ sự thật nó rành lắm. Nó bởi vì cái con người, bởi vì tôi con người mà ngạ quỷ á, nó không có bị nhân quả thì nó làm nhiều cái mình không hiểu nổi đâu. Tất cả những người bị nhân quả thì mới sợ thôi, còn cái loài không sợ nhân quả hoàn toàn, nó muốn nói gì nói, nó muốn xin Ngọc Hoàng còn được, nó xin ông Thích Ca còn được, huống chi ba cái xuất hồn lẻ tẻ này ông thầm. Thì khi vô thiền tông được rồi mới hiểu rằng cái xuất hồn này là ai xuất, không mình không xuất được đâu, mà do cái người đó tu nhập được, nó mời cô hồn nhập được rồi thì cái hồn đó nó xuất ra để nó đi nó làm gì nó trở lại. Thì cái con người đó đó nói đúng ra nó hoàn toàn mê tín mới làm được cái này. Còn người sáng suốt hồn không nhập được đâu. Con người mà vấn đề con người dương quá, không tin bất cứ gì, mời cô hồn cũng không nhập được. Chứ đừng có nói, chứ đừng mướn nó không vô được. Nó không phải cái môi trường của nó. Thấy không? Còn người ta nói sức hồn này kia nó giống như cái ông gì mà ông Lương Sĩ Hằng, xin lỗi, ông bị ta nhập cho làm gì có cái chuyện mà ông sức hồn. Tôi đã từng tới, tôi học với ổng rồi, số 43 đường Nguyễn Biểu, quận 5. Bây giờ ổng qua Úc, ổng chết rồi. Nghe không? Ổng ở trên cái lầu 2 của cái bà cho ổng mượn, cái bà Phật tử á, cũng mộ đạo, mời ổng đưa lên cái chỗ đó đặng dạy ngồi thiền. Nghe không? Số 43 đường Nguyễn Biểu, quận 5. Trời, tôi sức hồn cái này là do mấy ông cô hồn nhập vô rồi mấy ông hồn tự ra, tự ổng gì đó, ổng ấy ổng tự đạo diễn hết chứ làm gì có chuyện đó. 10 người học có người nào sức đâu. Lợi đó tôi thấy cả 100 người ngồi học mà tôi hỏi có ai sức được, nó không ai sức được, có mình ổng mà. Rồi tôi lợi vậy thôi. Lợi tôi đi 4-5 đứa lại ngồi chơi nói chuyện vậy thôi, chứ làm sao có diễn sức. Rồi đừng có bắt chước theo cái tiện thiên đại thánh. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo, thưa thầy, nhà con có bàn thờ Phật, trước con hay khấn nguyện là cho mọi người được giác ngộ hơn con. Thì ngay hôm sau có người xin sách thiền tông. Con không hiểu hiện tượng đó là như thế nào ạ? Nhà con có bàn thờ Phật. Lúc trước thì con hay khấn nguyện xin Đức Phật cho con, cho như mọi người giác ngộ hơn con.
thì ngày hôm sau có người đến xin sách Thiền Tông. Vậy hiện tượng đó là như thế nào? Tất nhiên là mình đang có sách Thiền Tông phải không? Có lập là mình khấn nguyện trước bàn thờ Phật á, là cho mọi người giác ngộ hơn con, thì ngày hôm sau có người đến xin sách Thiền Tông. Mình phải hiểu thế giới vật lý này nè. Thần là ai? Thần Kim Cang, thần Phước Thiện. Chính ông thần Phước Thiện này nè, ông ấy đó, giống như mình ở thế gian này, cái người ưa làm Phước Thiện đó, thấy người kia đói quá, nghe nói vừa đó đói đó, thì mình đi tới, mình cho người ta. Thì cái phần này, tất cả những cái mà Thiền Tông công bố ra, người nào mà tu Thiền Tông mà gọi là chánh đáng thì sẽ có thần Kim Cang giúp. Tôi không nói, không nói nhiều cái vấn đề này được. Vì thế mà trường hợp nó mới có cái chuyện vậy, thần Kim Cang xúi tới. Nhưng mà bây giờ hỏi cái ông, cái người mà đến đó, đó, tại làm sao ông đến đây? Người đó nói, tôi sẽ nói, tôi nói cái gì tôi nói vậy. Chứ bây giờ mình nếu mà nói ra nó không có đúng. Thấy không? Tại sao mà tự nhiên anh đến đây? Khi mình cho mượn sách á, mình hỏi tại sao anh đến đây? Là cái gì? Thì cái này nó sẽ rõ hơn. Nhưng mà tất cả gì Thiền Tông, thần Kim Cang giúp đỡ. Nó mình phải hiểu cái thế giới này hoàn toàn phải cô hồn nha. Cô hồn cũng dẫn lại đâu. Thần Kim Cang giúp đỡ. Rồi cũng phải tiếp đi. Câu tiếp theo, Đức Phật Thích Ca văn thành đạo dưới cội Bồ Đề, Đức Phật Di Lặc tương lai thành đạo dưới cội Lông Hoa. Thầy cho con hỏi, mỗi một vị Phật tại thế đều thành đạo dưới một loại thực vật khác nhau do ngẫu nhiên ạ. Đức Phật Thích Ca thì thành đạo dưới cội Bồ Đề, trong tương lai thì Đức Phật Di Lặc thành đạo dưới cội Long Hoa. Vậy mỗi một vị Phật tại thế đều thành đạo dưới một loại thực vật khác nhau hay là do ngẫu nhiên ạ? Bây giờ cái câu hỏi này nó không rõ ràng. Bây giờ tôi nói vấn đề mà ông Thích Ca ngồi cội Bồ Đề, tôi đã trả lời rồi. Đây là cái hình thức của một vị Phật để lập cái đạo này, chứ không phải là ông vô ngồi đó. Người ta làm ông Thích Ca ngồi Bồ Đề rồi thành đạo với gọi Bồ Đề, người ta gọi là Tổ sư Bồ Đề. Thành Phật cái gì? Ông ngồi ở dưới cội Bồ Đề, ông tu cái gì biết không? Ông tu A-la-hán để tu được đạt cái 18 thần thông của A-la-hán, chứ không phải thành đạo. Thấy không? Như giờ người ta cứ hàng năm ta tổ chức ngày Đức Phật thành đạo, không có thành A-la-hán, để mà có thần thông mà sống lại với cái thế giới vật lý này và sống với cái thế giới vô hình này. Bởi vì thế mà mấy con ma nữ đến với ổng không được, đó là vô hình. Còn con voi hoặc ông vô não đến với ổng cũng không được, đó là nhờ cái lực A-la-hán của ổng là ngồi dưới cội Bồ Đề đó. Là cái này, chứ không phải là ổng thành đạo mà ổng ngồi để ổng thành A-la-hán. Rồi người ta tưởng ổng ngồi đó là thành đạo. Bởi vì khi nói ra cái này một cái đạo Phật dường như nó quay toàn bộ rồi lại hết. Nó mình phải hiểu thế này. Bây giờ nếu mà nói ổng thành đạo Bồ Đề, chúng con thành kính thỉnh về, là làm sao đây? Nếu vậy thì tại sao ông nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn, ta đã thành Phật nhiều đời trước tại cõi trời Đâu Xuất, được Phật Diên Đăng thọ ký cho ta, sau này trở lại cõi Nam Diêm Phù Đề dạy pháp môn giải thoát này. Người ta gọi ông là Thích Ca Văn, đó là cái cầu vui, cái đầu đuôi câu chuyện của ta vậy. Có nghĩa là ông thành Phật rồi, thì bây giờ ông xuống đây, không lẽ nói giờ tôi trên trời xuống thành Phật, nói không ai tin. Cũng phải ngồi 6 năm khổ hạnh, rồng tu khổ hạnh,
tấm thân còn một mảnh xương gầy, bày đặt là làm vậy để mà tạo ra một cái đạo thôi. Chứ giờ nếu mà tôi trên trời tôi xuống cũng ai tin, rồi sao? Trên thế giới này, cái thế giới kia, bởi vì cái này, cái phần này nói ra phải đợi cho đến khi lời văn minh không gian mới dám nói cái này. Chứ ngày xưa nói này không ai chịu nổi đâu. Như thế mà nền văn minh không gian nó nói trắng từ vô hình hữu hình, thì tất cả những cái mà sự thật nó sẽ trả về cho sự thật, không còn mơ tưởng nữa. Đó, cái đó là cái phần đầu, còn cái phần sau gì con lặp lại cái câu này hai ý lận. Cái phần hai. Mỗi một vị Phật tại thế đều thành đạo dưới một loại thực vật khác nhau hay là do ngẫu nhiên? Bây giờ điều hành đạo thì nó đúng là một vị Phật điều hành đạo thì rất nhiều phụ tá, không phải là một mình đâu. Ổng là ông chủ tịch điều hành thôi, còn tất cả ban bệ ổng phải giúp ổng hết. Vì thế mà trong đạo Phật nó mới có 10 đệ tử tiêu biểu của Đức Phật. Ông thì ngồi thiền giỏi, ông thì nói hay, ông thần thông tài, ha. Rồi ông thì mật hạnh, rồi ông thì kêu bằng mật Phật nhãn, nhìn thấy được Phật nhãn là cái ông Xá Lợi Phất á. Vì thế mà trong đạo Phật, ông Đức Phật là có rất nhiều người đệ tử, mỗi đệ tử phụ trách nhiều. Giống như thế gian, một quốc gia, chủ tịch nước điều hành các bộ, phải có các bộ giúp ổng mới được, chứ không phải mình ổng làm được đâu, phải các bộ phụ giúp. Thì một vị Phật cũng vậy, muốn lập một cái đạo thì phải có bao nhiêu phụ tá, mỗi người chuyên môn một ngành. Chứ không phải ông Phật điều hành nổi đâu. Nó đầu có nghĩa là ông chủ trương đề xuất ra đúng ngành nào thì ngành đã lo. Nó chỉ có vậy thôi. Rồi câu hỏi này còn nữa không? Còn ý nữa không? Không còn thì hỏi tiếp. Con thấy không? Con thấy còn không? Tức là cái mỗi một vị Phật tại thế á, thì thành đạo dưới một loại thực vật khác nhau hay là do cái ngẫu nhiên ạ? Bây giờ thế giới này gọi là thế giới vật lý. Cái tổ chức của cái tam giới thì nó 12 cái nơi luân hồi. Mà nói gọn là lục đạo là nó xếp 6 phần của cõi trời là 1. Ở dưới đất này 5 là 6. Phải không? Đây là nó tự nhiên của quy luật vật lý của nó này. Thì nó mình cái này là không có ai sắp đặt hết mà nó tự nhiên vậy thôi. Giống như cái dynamo điện nó chạy thì nó phát ra nguồn điện. Điện mình không thấy nó là cái gì hết. Nhưng mà nó vô bóng đèn trắng thì nó là trắng, vô bóng đèn đỏ nó là đỏ. Vô cái xe nó là nó cái máy nó chạy. Đó đã là điện, bởi vì thành ra cái này không, nó tùy theo trường hợp mà nó phát ra. Chứ mình không có cố định được đâu. Thấy không? Thì bây giờ bởi vì khoa học văn minh rồi, tất cả những cái gì mà bế tắc về đạo Phật nó phải đưa vật chất ra thí dụ mới được. Đó là cái nguyên tắc này, chứ còn không phải là cái, nó không phải cố định đâu. Là do cái tùy, gọi là trong đạo Phật có là tùy duyên mà biến hiện. Không thể biến sai thế giới quy luật này được. Rồi, con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Thưa Thầy, con khi ăn cũng nghĩ Thiền Tông, ngủ cũng Thiền Tông, thức cũng luôn nghĩ về Thiền Tông. Một ngày không có liên quan Thiền Tông là con khó chịu. Con không biết như vậy liệu có tốt không ạ? Tức là một ngày á, dù cho đi đứng nằm ngồi hay là làm việc gì, con cũng nghĩ về Thiền Tông. Nếu như ngày đó không nghĩ về Thiền Tông thì con cảm thấy khó chịu. Vậy như vậy thì có tốt hay không ạ? Không đúng. Cái này bị vật lý cuốn mà. Con tu Thiền Tông mà bị vật chất cuốn con rồi. Do cái tưởng con, cái làm gì có cái chuyện đó. Người ta nói rằng trái đất này nè, con mang hai thứ tánh, một tánh Phật và tánh người. Người ta chửi con đưa tánh Phật ra đỡ.
ăn cắp đồ của con, tính người đập. Chứ không có chuyện mà ngồi đó mà, ngồi đó mà. Cái đó là con tưởng, con tu, tu tưởng là làm gì đó không. Bởi vì cái đã tính Phật thanh tịnh thì biết nó vậy thôi, vô thanh tịnh chi. Vô thanh tịnh rồi, bởi vì ngồi con dám mà trong lúc, con lúc thanh tịnh con dám chạy xe gắn máy ngoài đường không? Ta thanh tịnh thì 5 phút sau con vô nhà thương luôn á. Cái đó là con tu tưởng, nó sai hẳn lại với cái đạo Phật Thiền Tông. Về nghiên cứu kỹ lại, chứ đừng có tu kiểu đó là chết à. Vì cái đó mà nhiều người tu Thiền Tông ban đầu nó chết là chết cái vụ này nè. Nghe bà chóp bà nhán rồi tính Phật là tưởng, rồi cái thanh tịnh, rồi cái ngồi thanh tịnh hoài không ai. Tới giờ nấu cơm không chịu đi nấu nên sao đây, tới giờ ăn không có, gia đình nó chửi luôn. Phải sửa lại, phải cứ cho kỹ. Tu Thiền Tông phải tu bằng trí tuệ chứ không phải tu tưởng. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo. Cô hồn chỉ làm hoa tiêu giả để lừa những người về Phật giới, nhưng cô hồn có lừa những người đi hưởng phước không ạ? Cô hồn lừa giả hoa tiêu để lừa những người về Phật giới, vậy những người đi hưởng phước thì cô hồn có lừa hay không? Đi hưởng phước á, đã hưởng phước mà đâu phải đi con đường về Phật giới đâu. Hưởng phước là trong cái nhân quả thì cô hồn đó thì cũng tốt thôi. Cô hồn hoàn toàn những người ở thế giới trái đất này và tam giới hoàn toàn không lừa, không, nó không xen vô. Nó chỉ lừa gạt mấy cái người đi ra khỏi cái quy luật này, nó mới lừa thôi. Còn anh mà ở đây, anh đi đâu kệ anh. Giống như trong cái nhà, anh muốn lên lầu cũng được, xuống đất, xuống hầm cũng được, không sao. Anh đi ra khỏi cái nhà thì tôi phải hỏi giấy tờ, anh tôi tìm cách tôi giữ anh lại, vậy thôi. Vô thế giới vật chất này không thể đi ra được. Anh hứa vô đây như thế nào? Mà trừ trường hợp anh ra được là anh phải có công đức thật nhiều, không cần ai giống ai dám lừa anh đó. Công đức thật nhiều, không có thằng cha nào dám lại gần mình thì làm sao nó lừa. Hoa tiêu thực xuất hiện liền. Công đức nhiều, hoa tiêu xuất hiện liền. Vừa ra không thấy ai hết. Bởi vì tôi nói là khi mất mà xung quanh không thấy một bóng gì là mình đã tự do rồi đó. Thì chắc chắn là phải đi. Mà nó sáng quá là phải đi, rồi biết rồi. Vừa ra chút xíu là hoa tiêu xuất hiện dẫn đi rồi. Thì không ai lừa được. Cô hồn làm gì có khả năng lại gần mà lừa mình. Nghe không? Rồi hỏi tiếp đi. Chúng con hiện đã hết câu hỏi. Chúng con xin chân thành cảm ơn ạ. Câu hỏi tiếp theo của vị Nguyễn Thị Thêu hỏi: quy luật thập nhị nhân duyên là như thế nào ạ? Quy luật thập nhị nhân duyên. Quy luật thập nhị nhân duyên phải không? Cái này là cái tổ chức của người ta, 12 nhân duyên. Thì do cái đó là cái dòng mắt xích kéo của nó. Cái đó là cái quy luật riêng, cái mắt xích gọi là mắt xích. Phát xích của cái quy luật vật lý này gọi là thập nhị nhân duyên. Giống như cái xe gắn máy của con có cái dây sên đó, nó có 12 mắt nó chạy vòng vòng hoài à, là nó đi theo sống cái quy luật này. Con tạo cái gì thì phải vô cái này. Con tạo ác thì phải xuống địa ngục. Con tạo phước dương đi ra, cái đó là cái nhân duyên. Phước âm ở đây làm xuất sanh thực vật hay là cái gì đó gọi là. Tất cả cái gì là trong này nó phải đi theo cái quy luật của nó. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, Thiền sư Trí Hoàng là đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, tại sao cái tối thiểu về pháp môn Thiền Tông không dụng công mà thiền sư không biết ạ? Lặp lại. Tức là Thiền sư Trí Hoàng á, đệ tử của Ngũ Tổ, mà cái pháp mà kêu bằng tối thiểu nhất á, là pháp môn Thiền Tông không dụng công mà sao ông cũng không thể hiểu được ạ? Ông Trí Hoàng, nhưng mà ông thành tựu cái gì? Trí Hoàng á,
hỏi này không có ghi thành tựu của vị đó. Đúng là lệ tử của lục tổ, nhưng mà thành tựu cái gì? Ý cái hỏi là thành tựu cái gì? Ông Trí Hoàng, trong câu hỏi này không có hiểu, không có rõ. Bây giờ Trí Hoàng, tôi nói thiệt lục tổ còn không có biết đường về Phật giới luôn á. Mà muốn về Phật giới phải ông Phật âm thầm dạy ông này đi thôi. Chứ đừng có, các tổ không phải về Phật giới được đâu. Có nghĩa là các tổ có nhiệm vụ, chứ lỗi các tổ thì giống như cái tổ chức xã hội mình là giao liên. Từ điểm A 36 điểm thì giao mấy ông giao liên này truyền nhau. Hoàn toàn không biết cái gì trong này, nhưng mà người ta có cái đẳng cấp là người ta kiến tánh giải thoát hoàn toàn. Mấy ông giao liên không biết, mấy ông tổ hoàn toàn không biết giải thoát. Mà muốn giải thoát thì phải đọc được cái quyển giáo lý. Giáo lý Thiền sư Ni Đức Thảo mở ra mới hiểu được. Còn nếu mà Thiền sư Ni Đức Thảo không mở ra thì hoàn toàn thế giới này hoàn toàn không biết giải thoát là gì. Chứ không có biết, hoàn toàn không có này. Thì ông Trí Hoàng, đây là cái thuật mấy người ta là ngộ đạo trong vật lý, ngộ đạo mà thấy được sự thật thôi, nhưng mà con đường về Phật giới hoàn toàn không ai biết. Vì thế mà tất cả 36 vị tổ thiền tông không âm nào dạy công thức công đức. Mà người ta biết công đức nhưng mà ta không dạy được. Vì thế mà noi gương của tổ Bồ Đề Đạt Ma nói về công đức phản ứng liền, ông vua phản ứng liền. À, bởi vì mình nói là cái này nè, ông Trí Hoàng thì cũng chỉ là một con người đệ tử của lục tổ thôi, lục tổ còn không biết. Bây giờ tôi mới dám nói thiệt á, cái giác ngộ giải thoát này hoàn toàn mấy ông tổ không dám dạy luôn, không biết, không dạy. Vì sao? Ông biết nhưng mà không có cái tài liệu dạy. Cái tài liệu nó nằm ở đâu? Nó nằm trong cái giáo lý. Tất cả những tôn giáo mà lập ra anh phải có giáo lý thì anh mới dạy đạo đúng được. Còn anh không có giáo lý hoàn toàn anh dạy sai. Các tổ mình tự các tổ ổng biết nhưng mà ổng không hiểu giải làm sao. Mà cái này ông Phật là bí mật truyền theo dòng thiền tông thì làm sao mấy ông tổ biết được. Mà hơn nữa ổng viết bằng kinh vô tự, ai mở được cái này? Đến đời điện tử, đến đời điện tử mới mở được cái kinh vô tự này. Ổng biết ổng lấy cái năng lượng điện ở đâu nhưng mà ổng viết được. Nhưng phải đợi tới cái đời nguyên điện tử mới mở được cái kinh này. Hôm đó tôi có hé là tất cả ai cũng mở được kinh vô tự hết, chứ không phải không đâu. Mà tại mình không biết công thức thôi, chứ ai cũng mở được hết. Có điện là mở được hết. Đó. Nhưng mà về xưa, ngày xưa đó, Đức Phật lấy cái năng lượng điện này là lấy từ đâu? Lấy từ mặt trời. Thì bây giờ mình mới chứng minh rằng bây giờ không cần xài cái máy phát điện nữa mà lấy từ mặt trời. Thì có khác nào ông Phật Thích Ca mấy ngàn năm trước không? Mấy ngàn năm trước ông lấy bằng năng lượng mặt trời, ông viết ra cái kinh này. Rồi bây giờ mấy ngàn năm sau người ta lấy cái năng lượng mặt trời, ta cũng viết ra kinh kia bằng giấy chữ điện tử. Và tất cả người ta đánh trên laptop là ta đánh bằng điện tử. Có cái laptop nào mà có cái bình mực nào không? Không có. Có điện thôi. Cắm điện vô là muốn bao nhiêu nó ra bao nhiêu. Có khác gì đâu. Có khác gì 2.663 năm về trước đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, cô hồn làm xáo trộn trật tự nhân quả, còn thiền tông ra đời là lập lại trật tự nhân quả là như thế nào ạ? Cô hồn đó không phải là làm xáo trộn nhân quả, mà cô hồn nó nói cho những người sống thời kỳ đồ đồng sống theo cái tưởng. Nhớ là con người thời kỳ đồ đồng phải sống bằng cái tưởng, là do cô hồn trợ giúp sống. Chứ ngày xưa con lập ra cái gì mà con linh không ai, họ làm sao linh đây? Chỉ có cô hồn làm linh thôi. Bây giờ thiền tông nó ra đời, nó nói trắng ra linh là cái gì, ai làm ra? Gọi là Phật thiền tông là chuẩn lại, nói cho người ta biết thôi. Chứ không phải, nhớ là không phải xóa nha. Thiền tông không phải là xóa, mà ta chỉ nói cho biết, rồi ai muốn tin kiểu gì là tin.
Chứ bây giờ vô đình lại nghe Thiền Tông nói không là không phải. Cái đình là cái gì? Đình là thờ thần. Thì ông tu đậu thần thì phải lại ổng. Thấy không? Tu đậu thánh phải lại thánh. Cái đó là nguyên tắc. Anh không thể thoát được cái này. Thiền Tông ra đời nó chỉ rõ rồi. Ai muốn tu cái gì tu. Vì thế mà nước Việt Nam mình có cái câu là độc lập tự do hạnh phúc. Tiêu đề của nước Việt Nam mình là độc lập tự do. Mình ở đây là sử dụng hai cái tự do này. Tự do này lấy từ đâu? Lấy trong hiến pháp. Điều 24 của hiến pháp. Tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Thấy không? Tự do đạo giáo là cái chỗ này. Chứ đâu phải là nó sai. Nhưng mà tại vì không ai giải thích thôi. Bây giờ chùa Thiền Tông Tân Diệu giải thích ra nó rõ tất cả. Rồi ai muốn tu gì tu. Anh tu đậu trời thì lên trời sống. Anh tu đậu tiên chết làm tiên. Anh tu đậu thần làm thần. Anh tu đậu thánh thì làm thánh. Ai rầy mình? Tu đậu Phật thành A-la-hán. Tu đậu Phật làm kỹ sư, giảng sư. Nó có hết. Nhưng mà sau cùng này đạo Phật có chỉ con đường 13 trở về Phật giới. Anh muốn về Phật giới thì anh đọc cái, anh học con đường số 13 anh mới về được. Chứ còn số 12 nó cũng còn quay quay ở đây. Thiền Tông ra đời là chỉ rõ thôi, chứ không phải là nói ai, không phải là nói chê ai mà khen ai. Vì nhà nước mình cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo ở đây là tự do nói bằng sự thật. Rồi ai muốn hiểu như thế nào là hiểu. Chứ không phải là nói, bởi vì chùa Thiền Tông trong giờ khuyên không tu theo Thiền Tông là sao? Vì nó phá vật lý, anh sống thế giới vật lý mà phá vật lý anh không chịu nổi đâu. Vì người nào mà gắn bó vật lý nhiều thì không nên tu Thiền Tông. Mà đến nghe rồi về biết thôi, đừng tu. Còn muốn về Phật giới, tạo công đức về, không tu, tuyệt đối không tu Thiền Tông cho tu. Anh muốn về Phật giới, tạo công đức về, có vậy thôi. Mà anh tạo cho thật nhiều rồi, không có ông cô hồn nào phá mình nữa. Bởi vì khi nào anh tạo công đức nhiều rồi, thế giới này là thế giới vật lý, dương thì lên trời, âm ở đây. Công đức không xài để đuổi anh đi ra, bắt buộc. Anh muốn sinh ở đây cũng không được đó, tôi đuổi anh đi. Cái công đức này ở bên kia kìa, ở ngoài tam giới chứ không phải ở trong tam giới này. Trong tam giới chỉ có phước đức và ác đức thôi. Còn công đức thật làm ơn sư phụ chạy về bên kia sống, tụi con không dám chứa sư phụ đâu. Nó là nguyên tắc vậy, khỏi cần cầu sinh lại lục mà khỏi cần. Nói thiệt nha, nếu có công đức vô lượng, đường về pháp giới dẹp luôn. Không ai gạt mình mà làm gì thì tự nhiên nó bay ra ngoài sức hút vật lý mà. Thì ra đó có người tiếp đó. Đó mình phải hiểu thế giới này nó là vậy. Rồi không phải tiếp đi. Thưa bác, hoa tiêu của vị Phật tạo ra có màu sắc như thế nào ạ? Thì nói rồi nó vàng trắng trong, không có cợn, không có cái lợn cợn gì trong đó. Là hoa tiêu Phật của một vị Phật. Còn cái hoa tiêu mà cũng có màu vàng mà nó có ông Phật ở trong thì thôi đừng đi. Ông tới Tết Ca Di Đà cũng dẹp nữa. Ông tới đây tôi giết ông á. Tu Thiền Tông phải gan cái câu này. Ông mà hiện ra tôi giết ông á. Dám không? Chưa có cái ai mà dám nói cái câu này. Dịch cái này không phải là tự mình nói mà Kinh Kim Cang đã nói rồi. Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma thì mới đi ra khỏi thế giới vật lý này được. Thấy ổng đẹp trai quá lại còn lại Đức Thế Tôn mới chết rồi cảm ơn con vuốt cái đầu tao đi vô về nhà Đức Thế Tôn ở con. Hỏi nhà Đức Thế Tôn ở đâu? Ôi tao, mày muốn đi đâu tao chở mày đi. Mày khỏi cần đi làm vậy, mày muốn ăn đi theo tao. Thiếu gì? Ở ngồi đây chứ trên trái đất chỗ nào cũng 5 phút sau, 1 giây sau ông tới, ông dẫn mình đi theo ăn. Khỏi sướng không? Nhà Đức Thế Tôn của chỗ đó đó, không cần làm, muốn ăn cái gì ta tới, ta đưa cho mình ăn. Thành cái chỗ trong thế giới vật lý này nó vậy.
có ai sung sướng bằng không? Không chịu làm mà muốn ăn có ăn. Mà trái đất này trong một giây là từ nửa trái đất này qua nửa trái đất kia chỉ có mấy giây thôi, làm sao không đi? Chứ không phải như mình đi chạy bộ, không được. Bởi vì khi tới đó rồi, tuy Phật đã trùng khắp nhưng mà cái loài kia nó vẫn trùng khắp được. Mình bây giờ còn trùng khắp được, không chi là nó. Khi công bố nguyên ký ra rồi, con người ta vẫn trùng khắp được. Đó, anh muốn trùng khắp không? Lên diễn đàn đi, 5 phút sau, mình ở khắp thế giới luôn. Đó, thì mình phải hiểu vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Alo, câu hỏi kế tiếp. Một vị đã triệt ngộ thiền tông, đã kiến tánh, vậy có còn bị lầm đường khi giải thoát hay không ạ? Ở đây kiến tánh nói cho vui thôi chứ. Trong thế giới này, trong thế giới bụi bặm, anh có mắt sáng cỡ nào anh cũng không thấy đường đi vậy. Kiến tánh là nói xin lỗi, ở đây chưa có ai kiến tánh đâu. Hồi đời thế, hồi Đức Phật mà 1250 người mà chỉ có một người thôi. Mà trong khi đó Đức Phật đã trợ duyên bằng cái thanh tịnh thiền mà còn không kiến tánh nổi. Mình ở đây nói xin lỗi, nghe người ta nói kiến tánh cũng kiến tánh, làm sao biết mình kiến tánh? Thì bây giờ mình nên nhớ rằng kiến chữ, kiến cái quyền ký, đọc cái quyền ký, biết thấy cái quyền ký đọc được. Chứ tánh Phật đừng có mong kiến, đừng có mong nó tôi ngồi đây rồi, bởi vì nó chết ở chỗ đó đó. Rồi đây, tại làm sao có nhiều người kiến tánh rồi ngày mai ngày mốt cái đi lòng vòng ngoài đường. Kiến tánh gì? Rồi đi nói chuyện tào lao, làm chuyện này chuyện kia, xưng ông này bà kia, đó kiến tánh cái kiểu đó. Dám không? Dám kiến tánh cái được kiểu đó không? Cái này thì gọi là kiến tánh đó đó, từ không nói gì. Không, đời Đức Phật mà còn Đức Phật mà chỉ có một người kiến thôi. Mà các ông tổ vẫn kiến được, nhưng mà kiến để chi? Để tiếp nhận cái thiền tông này thôi, chứ không phải kiến để làm việc với cái tánh thấy của mình đâu. Có nghĩa là ta hiểu được, bởi vì cái quyền ký nó đã bằng giấy trắng mực đen. Chỉ có cái giáo lý là tuyệt mật mấy chục phần, 29 phần tuyệt mật nó nằm ở trong cái giáo lý, không để thoát ra được, không ai hiểu nổi đâu. Vì thế mà tại làm sao từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn tới 30+ vị tổ và hiện giờ mấy triệu người tu đạo Phật không ai hiểu cái này. Tìm đi, mấy triệu người trên trái đất này tu đạo Phật hiểu giác ngộ là cái gì không? Hoàn toàn không biết. Thì làm sao mà giải thoát được? Còn cái kiến tánh là sao? Nghe người ta kiến, mình cũng kiến thôi. Nhưng mà kiến có, tôi thấy có kiến, nhưng mà thánh giúp mình đó. Muốn không? Muốn theo thánh thì theo. Tôi chỉ cho. Rồi con hỏi tiếp đi. Cô hồn khi nghe được thiền tông mà có ý hiểu và có ý nguyện muốn trở về dòng tộc, vậy họ trở về như thế nào? Có được sự trợ giúp của ông thần hay không? Cái này con nói cho rõ muốn. Tức là cô hồn khi nghe được thiền tông mà hiểu và có ý nguyện muốn trở về dòng tộc, vậy họ trở về như thế nào? Có được sự trợ giúp của ông thần hay không? Không, cái đó là phải do cái ban bệ của cô hồn. Anh muốn trở về dòng tộc phải qua cái thử thách trở lại nha. Chứ không phải vô cũng vậy. Vô thì anh phải có đơn từ, anh ra anh phải có cái đơn từ, nghe không? Muốn trở về dòng tộc thì anh phải thử thách bằng cái tổ chức của cô hồn trở lại, người ta mới cho nhập thai. Thì lúc đó ông thần mới nắm anh đi và đem về dòng tộc được. Có nghĩa là anh thoát ra cô hồn trong đó đồng ý rồi, thì ông thần quản lý á, bị vô đó, thế giới đó là ông thần không vô được. Ông không được quyền vô cái thế này. Trả lời ông thần mới đem đi nhập thai vào dòng tộc. Coi cái nghiệp mình ngày xưa, trước khi mình chưa vô làm cô hồn, mình là cái gì? Ông mới lật hồ sơ mình lại, coi bây giờ mày hồi đó ở cái chỗ này chỗ kia, giờ mày tới đó làm tiếp.
mày nối tiếp đi vô dòng tộc. Nó rắc rối lắm chứ không phải dễ đâu. Giống như mình vô cơ quan nhà nước làm vô rồi làm đơn xin vô, được rồi muốn ra làm sao, cũng phải làm đơn xin ra. Chứ không lẽ bỏ đi ra, nếu mà mình bỏ mình đi ra nó không có giấy chứng nhận rồi là mình sao? Đi ra mà cô hồn chúa, cô hồn lãnh đạo của vùng đó đó mà không được chấp thuận đó, thì ông thần quản lý không dám. Mà bây giờ đó, tôi đã thả cái ông ba ông bê như này rồi, giờ muốn trả lời dòng tộc luân hồi, tôi giao ông đó, ông cái nhiệm vụ cái này là nhiệm vụ của ông, thì ông thần mới nhận rồi bắt đầu ông mới dẫn đi, ông mới đi kiếm coi cái chỗ nào thích hợp của mình ngày xưa, cái nhân quả của mình thì tới đó thụ thai để rồi quên hết những cái kiếp cô hồn đi, rồi ra đây cuộc sống mới. Nó là vậy, nguyên tắc nó là vậy, chứ đâu muốn vô dòng tộc vô đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Con dùng bằng đồng tiền chân chính của con để góp tiền vào in sách hoặc tặng máy thiền tông để tạo công đức, rồi hồi hướng cái phần công đức này cho cha mẹ thì có được hay không? Cái hồi hướng đó, nó được chứ không phải không. Nhưng mà nên nhớ một điều, mình làm bất cứ gì mà có công đức rồi, cha mẹ mình ở đâu? Trong lục đạo luân hồi này cha mẹ mình ở đâu? Nếu cha mẹ mình giải thoát nó khác, mà cha mẹ mình ở trong lục đạo luân hồi nó khác. Thì tự động là nhớ nha. Ví dụ cha mẹ mình làm ở cái sống ở trong cái thế tam giới dục giới đi, là trên đó nó ham hưởng thụ cái sung sướng mạnh bạo á, tự nhiên ổng mới suy nghĩ lại. Nếu mà có công đức tự ổng suy nghĩ lại mới sáng lại mà. Nếu mà con cháu hồi hướng được cho mấy ông, dưới điều kiện phải cho đúng, chứ đừng có vui vơ không được. Thì có một ngày tự nhiên ổng có công đức, cái tự ngày có một ngày đó ổng mới suy nghĩ lại, ủa tại sao mình ở đây mà thích vậy này, suy nghĩ lại ha. Suy nghĩ lại rồi tự động mình phải trở về cái dòng tộc á. Suy nghĩ lại mà muốn kết ở trên các quả trời nha, muốn chết sớm hơn được nha, trái đất không được, mà các cái loài thấp không được, mà các cái loài trời nói được. Có nghĩa là lên A Di Đà hưởng 10.000 năm. Và tôi không muốn hưởng 10.000 năm. Tôi muốn 3.000 năm tôi sợ tôi chạy xuống được, cái đó được. Nó có cái kỹ thuật. Có kỹ thuật bởi vì con người đó là con người không phải tứ đại, thành ra nó kết liễu đời rất dễ. Con người điện từ nó kết liễu đời rất dễ. Thấy không? Vì cái con người tứ đại không kết liễu được, mà muốn kết liễu đời con người tứ đại phải can thiệp của thần ở thánh A-la-hán can thiệp mới được. Nó mới hiểu thế giới này. Vì thế mà trong lục đạo luân hồi muốn thay đổi cái vị trí không phải dễ. Nhưng mà với điều kiện anh lên trời thì anh phải có công thước đức thật nhiều thì anh thay đổi được nha. Còn mà ở đây mà hồi hướng công đức thì phải hồi hướng làm sao mà cái người đó nhận được thì công đức có hiệu lực, còn không có thì hoàn toàn không làm cho nó vui. Bố thí sách, bố thí máy mình không hiểu thì cũng không ăn thua gì. Là giống như là lấy muối bỏ biển cho nó vui thôi, chứ biển đã mặn rồi bỏ muối chi nữa. Nó là vậy. Muốn hiểu cái này đi, cái này sâu xa. Vì thế mà những cái lần đầu không dám nói cái này, mà phải chín mùi rồi khi nào người ta hỏi cái này người ta mới nói cho mình nghe, chứ không phải muốn làm đâu. Tu thiền tông không phải đơn giản đâu, không phải đơn giản giống như mà cái tu vật lý đâu. Vật lý nhìn thấy người ta lại thì mình cứ lại thôi, rồi xin Phật phù hộ thì cứ lại xin phù hộ thôi. Nhưng mà trong Nam Phật không có phù hộ, mà miền Bắc đó, Phật phù hộ nhiều hơn. Bởi vì Phật ngự ở miền Bắc nhiều hơn ở trong Nam. Nghe không? Trong Nam ít Phật đó, ít Phật. Từ Bắc ra miền Bắc, Phật nhiều lắm. Tất chùa đều có Phật hết. Vì Phật là trùm khắp mọi nơi, ở miền Bắc nhiều hơn, trong Nam không có. Lâu lâu mới có một cái chùa thôi. Còn bao nhiêu không có. Rồi con hỏi tiếp đi. Cái ngã của con người nó có tiểu ngã, đại ngã, xin thầy phân tích hai cái này cho chúng con được rõ.
Ngã là cái ngã chấp của mình, nhưng mà chấp lớn chấp nhỏ là do mình thôi. Chấp mà nghĩa là không ai phá vỡ được thì cái đó là đại ngã đó. Mà bây giờ là gì, ta nói là non sông dễ dời mà ngã chấp khó đổi. Thấy không? Cái núi đó tôi phá được đó, mà cái ngã chấp phá không được. Cái người mà ở thế gian này mà tu bất cứ gì mà đã dính chết cái đó rồi này, không khó mà phá được. Người ta đi lại, người ta cầu xin lại lục biểu, đụng tới nó chửi mình á, thôi chuyện của người ta mình đừng có chửi lại. Nó lại chuyện của người ta, ngày 500 lại chuyện của người ta, ta lại, nó lại cỡ nào nó lại. Mình lại mình phân tích không được đâu. Cái đó gọi là đại ngã đó, chấp không thể phá nổi mà. Cái núi còn dời được nha, mà cái ngã này không dời được. Đó, mình phải hiểu cái chỗ này. Còn tiểu ngã, trung ngã là chấp ít chấp nhiều. Cái tiểu ngã thì có thể phá được, dời được ha. Mà trung với đại hoàn toàn không thể nào phá được cái ngã này. Vì văn học Việt Nam có nói mà, non sông dời đổi mà tánh người khó thay, là cái chỗ này, chính là cái ngã đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Vị Cẩm Lài ở Texas USA hỏi giùm một người bạn. Cô ấy là một bác sĩ về Việt Nam và đi tham quan ở tại ngôi chùa tại Đà Lạt có xây 18 tầng địa ngục, và sau khi về nước thì có cảm giác là uể oải, mệt mỏi, không muốn ăn và ngủ cũng không được. Là hiện tượng đó là như thế nào ạ? Tưởng vô cái tưởng của mình thôi, làm gì thấy 18 tầng địa ngục. Tại do cái tưởng mình về thấy sợ quá, ra đường thấy chạy xe đụng cái rầm, ngày mai về hết dám chạy. Thì là mình tưởng đụng là tiện của người ta, còn của mình làm gì tưởng. Cái này tại vì mình tưởng thôi, bởi vì vô chùa nó vẽ đủ thứ hết, tại mình tưởng. Nó vẽ là ổng tưởng ra ổng vẽ, rồi mình cũng tưởng theo ổng thôi, chứ làm gì có cái chuyện này. Thấy không? Địa ngục làm sao thấy mà thấy nó. Mình phải hiểu thế giới này nó vì thế mà. Bởi vì cái người ta chết vì cái tưởng này nè, sống cũng vì cái tưởng mà chết cũng vì cái tưởng nó. Rồi hỏi tiếp đi. Người theo pháp môn Thiền Tông chỉ cần tu năm chữ ngộ nhập Phật tri kiến, có phải như vậy hay không ạ? Tầm bậy, tu ngộ nhập Phật tri kiến đó là mình nói là ta tu năm chữ mấy mai mốt đi. Cái tượng này Hiệp nó đang làm á, rồi bản đá làm rồi mai mốt đọc thấy. Giờ nói sớm chi, cái tượng này là cao Đức Phật ba thước á. Rồi cái bản này ông đưa năm ngón tay nè, tụi con chỉ có bao nhiêu đây thôi, tu có bao nhiêu đây thôi, đừng có làm tầm bậy. Chùa Thiền Tông mai mốt vô, trước mắt đi vô nhìn cái Hiệp cái này này này, tôi nói tu Thiền Tông chỉ có vậy thôi, rồi người ta sẽ giải thích cho mình nghe, rồi mình về mình tu. Cái tưởng dẹp đi là đúng với thành tông, nghe không? Để bây giờ trả lời sớm không tốt. để giờ chừng tháng nữa có rồi, tháng nữa rồi chụp hình đi rồi share lên trên mạng. 5 phút sau nửa trái đất nó thấy, nó biết hết. Cái đó có công đức á, nghe không? Tự nhiên là mình chụp này Zalo cho bạn bè, đây là tu Thiền Tông vậy đó. Người nào làm vậy có công đức á, họ có tốn đồng nào hết à. Chỉ tốn mỗi tháng điện thoại mấy trăm ngàn vậy thôi chứ. Rồi hỏi tiếp đi. Vị Quỳnh Long ở Hà Nội có hỏi như sau: mặt trời là khối cầu lửa chịu quy luật sức hút của âm dương, vậy nó cố định hay là quay theo quy luật ạ? Bây giờ mặt trời nó nằm ở trong tam giới. Bây giờ con suy nghĩ này, tam giới giống như cái lồng đo vậy, nó quay thì mặt trời phải quay chứ không lẽ mặt trời đứng chỗ sao nó đứng. Mặt trời mà đứng thì nó tan rã liền. Tất cả vật thể gì ở trong thế giới vật lý này, hữu hình vô hình đều phải sống động. Sống động là quay. Con người ta sống là trái tim phải bóp. Còn cái mà vật thể
nó phải quay theo cái quy luật vật lý nó mới hút được. Vật lý là gì? Quay đi là hút vô, còn cái mà nó phát ra nó là dương, một cái âm một cái dương. Vì thế mà tất cả con người sống ở đây, đứng trên mặt đất này phải là con người sanh già bệnh chết, không có ông con nào là không có sanh già bệnh chết hết. Cái cây cũng vậy, con vật cũng vậy, phải đi theo quy luật này, quy luật cuốn hút vật lý mà. Nếu anh không có cuốn hút vật lý, vì thế mà cuốn hút vật lý thì anh phải đói, bị mang tứ đại mà nó hút mà, trái tim nó bốc hoài, giống như là cái máy nó chạy hoài phải đổ xăng, không đổ xăng thì nó hết xăng nó chết. Thì mình cũng vậy thôi, thế giới này tất cả những gì trong thế giới này đều phải quay theo sức hút vật lý hết, thì nó phải theo. Mặt trời cũng không thoát ra cái quy luật này. Vì thế mà mặt trời muốn làm thì cũng phải qua một cái công thức của nó hút đạt chuẩn rồi. Bởi vì nếu mà tổ kêu bằng có cái máy khổng lồ mà hút tam giới nó khác hơn. Còn mình ở đây cái hút một trái đất á, cái nhỏ, một cái nhỏ mà đi từ trái đất này qua trái đất kia đi bằng 5 bánh sáng, mình sẽ suy nghĩ rồi. Còn ở tam giới không có gì dễ đâu. Mà cái này Đức Phật có đề cập đến trong cái tam giới, trong cái giáo lý, nhưng mà hoàn toàn không cho phổ biến ra. Nó quá đi, nó quá cái hiểu biết của người ta đi. Thôi bây giờ cứ mong khi mà về thành Phật rồi, về Phật giới nhìn thấy biết hết. Bởi vì một vị Phật á, mà coi một tam thiên đại thiên thế giới giống như là trong cái lòng bàn tay thôi. Nó phải hiểu vậy. Bởi vì đạo Phật ghê gớm lắm, chứ không phải bình thường giống người ta hiểu đâu. Không phải ngồi đó tụng mấy câu kinh rồi lại mấy lại đạo Phật, không phải vậy. Đạo Phật là đạo khoa học. Đạo Phật là gì? Giải bày được cái vô hình và hữu hình. Bây giờ nó giải thích được cái vô hình thì mới hiểu được cái tổ chức của trái đất này. Thấy không? Chứ còn không giải quyết được cái hữu hình thì hoàn toàn trên đất này là sai 100%. Không ai là, không cách nào mà làm cho đúng được. Rồi con hỏi tiếp đi. Mặt trăng thì quay như thế nào mà cứ chu kỳ một tháng thì trái đất này nhìn rõ mặt trăng một lần? Mặt trăng thì nó quay theo mặt trời đó. Còn thì để cho chi nó tạo cái lực hút. Vậy nó quay tới đâu thì nước nó hút tới đó, thì gọi là nước lớn. Chỗ nào mặt trăng hiện thì là khu đó nước lớn. Nó đi qua thì tới hút chỗ này thì nó bởi vì nó luân chuyển để cho nước lớn nước rộng. Mặt trăng thì tôi đã nói là nó có hai cái nhiệm vụ chánh thôi, nó rất nhiều nhưng mà chỉ nói hai nhiệm vụ chánh. Một là để nó làm cho nước rống nước thủy triều á, để cho cái sự sống của muôn loài trái đất này. Thứ hai nó làm ánh sáng để mà cho các loài sống về ban đêm. Giờ bây giờ có những cái loài, bây giờ cái con dơi ấy, nó tại sao nó sống ban đêm? Ban đêm nó mới bay được, ban ngày nó không dám bay. Ban ngày nó dường như nó mù á. Thấy không? Cũng con mắt mà con mắt thấy bóng tối. Vì thế mà các ngành quân sự nó lấy cái hồng ngoại, nó chế bằng, nó lấy bằng con mắt con dơi, nó nghiên cứu từ con mắt con dơi, nó chế cái hồng ngoại để nó đi ban đêm. Khoa học thì phải nương theo vật chất để chế. Giống như ngày xưa người ta chế máy bay là gì? Ta chế bằng cái gì? Nó lấy cái hình ảnh mấy con chim, nó ra nó mới chế cái máy bay. Thấy không? Nó lấy từ hữu hình nó mới chế tạo ra, chứ không phải đâu. Rồi con hãy tiếp đi. Các nhà du hành vũ trụ khi họ bay ra ngoài tầng khí quyển, là ra khỏi sức hút của trái đất, thì họ lơ lửng, vậy họ nằm ở bầu hoàn đạo nào của tam giới? Này, đủ ra đó là lơ lửng gì. Bây giờ nếu ra sức hút, nếu mà ở trong trái đất, nó rơi tới cái sức hút nhẹ của trái đất thôi, rồi nó trong đó nó bay thì nó tới đó, nó đứng, nó mất cái sức hút mạnh của trái đất, chứ không phải nó ra đó nó vẫn ở được. Còn muốn đi qua hành tinh khác thì nó phải bay cho nhanh,
nó ra sức hút của trái đất rồi thì nó đi theo tốc ra giữa cái khoảng không, nó vẫn có sức hút nhưng mà rất nhẹ, nó không cản được. Thì nó đi theo tốc độ của khi mà nó thoát ra cái quy luật hút, rồi nó bay tới cái hành tinh khác, tới hành tinh khác tiếp nhận nó, là nó bay, nó đi theo, nó bị theo cái động cơ của nó, thấy không? Rồi nó sớm tới hành tinh. Bây giờ mình nói về trái đất đi, cái mặt trăng đi. Ra khỏi trái đất rồi nó vô cái hút của mặt trăng nữa. Mặt trăng thì đi từ từ, nó thắng giống như trái đất này. Thì cái nào cũng vậy. Vì thế mà ai mà có đi Trung Quốc á thì sẽ hiểu được là cái không trọng lượng. Bởi vì cái vạn lý trường thành á, có cái nơi mà tại sao vạn lý trường thành người ta đi á, nó làm cái sông người ta dịnh nhiều lắm, không lên khoảng chừng 6 cây số thôi, dường như là nó chống chóng dáng, nó mất cái không khí á. Thành nó có nhiều người không dám đi. Tôi lên có khúc mà tôi thấy tôi hết hồn á, dường như nó mất của mình luôn á. Nhưng mấy đứa nhỏ nó đi được, mà đi nó phải dịnh cái cây, không dịnh cái cây nó té, thấy không? Bởi vì ra đó mới được mấy cây số thôi mà nó mất nó hút á. Vì thế mà máy bay của mình bay á, mà bay dưới 10 cây số á, thì nó bay rất chậm. Muốn phải lên 11 cây số là cái không khí loãng rồi. Bởi vì mà máy bay Boeing 747 nó phải lên cái tầng 11, 12 cây số thì cái tốc độ bay rất nhanh. Nó bay dường như mất cái lực cản không khí, nó bay rất nhanh. Rồi khi mà nó xuống rồi, xuống tới cái không khí đậm mà nó bay rất chậm lại, nó bị cản vật lý mà. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Thì phi hành gia cũng vậy, khi mà anh thoát ra được cái này thì anh đi theo cái tốc độ mà khởi đầu của anh á, qua tới cái hành tinh kia tiếp nhận anh vô. Chứ không, còn cái vấn đề mà cái nó lơ lửng thì nó nằm ở trong sức hút nhẹ của trái đất, nó vẫn còn. Nhưng mà trong đó nó có những cái động cơ để nó điều chỉnh sống một chỗ, chứ không phải nó đứng yên đâu mà. Nó vẫn hoạt động đàng hoàng. Nó có những cái quạt để mà nó làm cho cái trạm không gian này ở yên một chỗ. Nói ở yên một chỗ chứ sự thật nó cản lại cái sức quay của trái đất. Ví dụ bây giờ ở Nga đi, nó phóng lên nó nằm ở trên Moscow đi. Nếu mà nó lên đó mà nếu mà nó không, nó đứng một chỗ thì nó sẽ đi, tự nhiên đi. Thì bắt cái quay mà, quay đi chuột khác đi. Vì thế mà nó phải dùng những cái quạt để cho nó kìm lại, đứng một chỗ lúc nào nó cũng nằm ở trên cái đầu của Moscow thôi. Đó. Nó phải có quạt đâu. Nếu mà nó lên trái đất mà nếu mà không có thì làm sao? Thì nó đứng một chỗ là nó đứng một chỗ có nghĩa là trái đất quay mà nó không quay thì nó sẽ sai lệch với trái đất. Mình hiểu thế giới vật lý này nó vậy. Bởi vì khi khoa học mà tiến rồi thì người ta mới giải thích được cái chuyện này, chứ còn khoa học chưa tiến thì nói thôi. Anh hỏi về mặt trăng thì ông Phật cũng bó tay, ông biết nhưng mà không giải thích được, cái người nghe không hiểu. Bây giờ hỏi cái này thì mình chứng minh thì người nghe mới hiểu được, còn nếu mà không chứng minh bằng khoa học thì người nghe không biết gì. Rồi con hỏi tiếp đi. Gia đình ông Bàn Long Quẩn, 4 người đều tu theo Thiền Tông. Ông có phát ra câu: có con trai không cưới, có con gái không gả, cả nhà chung hội họp, đồng bàn lời vô sanh. Cả gia đình đều tự tại chọn ngày giờ tịch diệt gần nhau. Thời điểm đó huyền ký chưa được công bố, vậy gia đình của họ có về được Phật giới hay không? Làm sao về được? Ông nói chuyện vô sanh chứ không phải nói về vô Phật giới đâu. Có là gia đình ông Bàn Long Quẩn ngộ đạo ngộ A-la-hán, nó tôi biết. Bây giờ Thiền Tông ra cả gia đình ông Bàn Long Quẩn là ngộ A-la-hán chứ không phải ngộ thành Phật. Ai hầu lúc đó ai dạy thành Phật? Có nghĩa là tự tịch diệt được. Mà ta tán tháng vậy thôi chứ làm sao giải thoát làm sao, công thức làm sao, lúc đó phương tiện gì để mà tạo công đức đây? Ông Bàn Long Quẩn với vợ ổng với mấy đứa con cô Linh Chiếu làm sao dạy cái gì cho người ta?
hoàn toàn chỉ hiểu, hiểu tịch diệt là, bởi vì tôi nói đẳng cấp sơ đẳng của A-la-hán là tự tịch diệt. Người ta tưởng ông thành Phật, thành gì? Gọi là thành đạo. Ở trong cái đất này gọi là thành đạo. A-la-hán thuộc về đạo A-la-hán, chứ không phải thành Phật. Thành Phật nó khác. Thành Phật phải đi ra khỏi cái quy luật vật lý này, về cái nơi vô sanh. Nên nhớ rằng trong Phật giới không có sanh, mà vô công đức mình, cái tánh Phật vô đó rồi, rồi nó định hình ra. Tại cái thế giới nó vậy, nó định hình ra, chứ không phải cái nó sanh ra ông Phật. Không phải, bên đó đâu có vũ sanh. Mình đây có nam nữ mới sanh, có âm dương mới sanh. Còn về đó có âm dương đâu, có điện từ quang không. Thì nó phải quay để nó định hình, vô đó định hình. Giống như mình đây xuống nước ướt vậy thôi. À, ước rồi cái gì nó nở ra thành vậy thôi, qua bên kia vậy. Nó định hình ra một kim thân Phật, tánh Phật ẩn vào, rồi di chuyển với tốc độ bằng điện từ quang, chứ không phải sanh. Vì trong thế giới đó mới là vô sanh được, còn thế giới này không có. Nó vô sanh là cho nó vui chơi, không có gì. Trái đất này không có chỗ nào mà không sanh. Thế giới vật lý âm dương mà làm gì không, làm sao có chịu không sao vô sanh được. Thì vì thế mà gia đình ông Hoàng Long Quẩn, người ta tưởng đó là ông ngộ, ông kêu ông giải thoát. Không phải, mà ngộ đạo A-la-hán, ngộ đạo từ tịch diệt. Vì thế mà ở Việt Nam mình cũng có cái ông tự tịch diệt được, thấy không? Mà ông cũng nói rõ là tôi là A-la-hán. Rõ ràng ông xác nhận ông là A-la-hán, ông tịch diệt. Thì tôi có coi lại cái phim đó là ổng cho hỏi tự do, nhưng mà hoàn toàn không ai hỏi, mà có hỏi một hai câu vớ vẩn thôi, chứ hoàn toàn không hiểu. Nếu mà lúc đó đó trong thiền tông mà có người nào tiếp cận mà gọi là Phật gia rồi hỏi, thì ổng mới cứng họng. Chứ còn nếu mà người thường không biết hỏi, làm sao ổng cứng họng được. Vì thế mà lúc đó nếu mà có một Phật gia hoặc một thiền gia hỏi ổng, thì chắc tôi bảo đảm ông cứng họng liền. Mà rất tiếc, bởi vì nay cũng lâu rồi mà ông tịch trước khi công bố quyền ký luôn. Vì thế mà không có hợp. Chứ nếu mà lúc này tịch, nếu mà ông nào A-la-hán thì mấy anh em tới hỏi thôi, hoàn toàn cứng họng luôn. Lúc đó ông bị kêu bằng gì là cứng quai hàm luôn, bệnh cứng quai hàm không nói được. Rồi hỏi tiếp đi. À, tính từ ngày công bố Thiền Tông thì Thiền Tông tồn tại nơi thế giới này không quá 100 năm. Và sau thời gian này, người ta vẫn lưu giữ được một số sách Thiền Tông mà người ta cũng thiết tha muốn giải thoát, học công thức và tạo công đức, thì họ có về được Phật giới hay không? Tới đó làm gì có chuyện công đức. Cái mà Thiền Tông dừng lại hoàn toàn ở chùa này thì đốt 5 phút sau lúc Thiền Tông vừa dừng lại trái này. Nên nhớ một điều, khi mà tôi không nói cái gì nhiều, khi mà ngày xưa đó pháp môn tiểu thừa của đạo Phật phát đi từ Sri Lanka, Lào, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, khi mà người khác nổi lên, tôi không nói ai, tiêu diệt liền cái này, tiêu diệt sạch trơn luôn. Vì thế mới đây thôi, cách đây cũng gần 20 năm thôi. Vì mà hai cái tượng đá ở Afghanistan, ngày xưa rồi gọi là quốc giáo ở Afghanistan, đạo Phật. Mà khi mà cái đạo kia nó nổi lên, tôi không nói đạo nào, đạo Phật phá liền, dẹp liền. Qua đừng có cái ông nào mà gọi là cạo đầu ở đó không? Cái nước đó, tất cả những có ông nào cạo đầu mặc áo vàng dám ngồi đó. Cái này khi mà nó chấm dứt rồi, cái này nó đem mình nó giật. Tôi bảo đảm 100%, cái đem mình nó giật, giật toàn bộ hết. Nhưng mà thôi, chuyện trăm năm sau kệ đó, muốn giật làm gì giật. Chính khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, sang bằng cái nơi Đức Phật ngộ đạo. Bây giờ nói cái cây Bồ Đề, xin lỗi, cây Bồ Đề là không phải đó đâu. Sang bằng luôn. Rồi bây giờ người ta lập lên rồi ta móc cây bồ đề khác, ta để đó làm gì? Mấy ngàn năm làm gì còn cây bồ đề này?
lịch sử nó ghi đàng hoàng rằng bằng hết mấy lần chứ không phải một lần đâu. Từ cái Ngọc Xá Lợi hay là từ bất cứ cái gì của Đức Phật lưu lại đều hoàn toàn dẹp hết, không còn có di tích gì rồi. Nhưng mà nói xin lỗi, di tích này lập lại còn mới có trăm mấy chục năm nay thôi, chứ không phải vậy đâu, tôi biết trước vậy. Bởi vì cái đạo Phật mà may là cái đạo Phật là nói không có phá vật lý đó, mà nó còn vậy. Còn cái thứ mà thiền tâm phá vật lý nè, khi mà nó thay đổi một cái là nó dẹp điện. Chứ đừng có tưởng đâu, nó là nó tồn tại trăm năm có đâu. Tôi nói đừng nói chi xa, khi tôi qua đời rồi là cái mồi ngon đó. Bây giờ tôi còn la được thì nó không dám, chứ mà tôi hết la được thôi, không là không thể vững được đâu. Mà bây giờ muốn cái này nó tồn tại thì phải có nối tiếp dòng thiền tông, mà phải có gan, chứ đừng có nói tầm bậy tầm bạ ra, nó bắt xin lỗi, nó bắt nó cộm mất công lắm. Nói phải có sách, mắt phải có chứng, thì vậy cái thiền tông mới ổn. Chứ còn nói kêu bọn mình nói không căn bản, xin lỗi, nó bóp họng anh chị chết liền. Tôi chứng minh rõ ràng chứ không phải là tôi nói ấy đâu. Cái này ông Phật ngày xưa mà không dám nói, ông có thập bát A La Hán ông cũng không dám. Tôi mẹ chưa không có cái thập vào đời, không có một chứ đừng nói. Thấy không? Nhưng mà mình sống ở đây nhờ cái luật thôi, luật pháp tôi mới sống được, còn không luật pháp xin lỗi dẹp. Thì tới đó làm gì có chuyện tạo công đức nữa, ông lo ông chạy trốn đi. Nghe tới thiền tông là nó giết ông liền á, chứ đừng có nói chuyện. Nghe tới giải thoát là giết ông liền. Ai bị ông giải thoát móc có nhiều tiền móc túi đưa đây tôi, còn ông móc đây thì tôi trảm ông á, thấy không? Nó mình phải hiểu thế giới vật lý này. Cái thiền tông nó ra đời nó nói trắng ra là không ai làm bất cứ cái gì. Vì thế mà cái thiền tông không tồn tại lâu đâu. Nhưng mà nhiệm vụ của một vị Phật nói ra là phải nói thôi. Ông Phật còn không bảo đảm được. Ông nói là nói mà nó chống quá sao con chạy trốn đi. Con đừng có đứng mà chống nạnh cự lại nó. Nó đập con không còn cái răng xà ăn cháo nữa chứ đừng nói. Nó phải đơn giản đâu. Thì bây giờ nó đúng ra cái nhiệm vụ tôi nói thiệt là khi công bố nguyên ký xong tôi rất mừng. Xong rồi mất còn không thành vấn đề. Chưa công bố mà mình chưa làm xong nhiệm vụ mà giờ công bố xong nhiệm vụ rồi. Còn về tồn vong là do ông á, ông biểu tôi làm giờ tôi làm rồi đó. Còn cái chuyện mà tồn tại là do ông á chứ không phải tôi đâu. Tôi là con người bình thường mà làm sao tôi dám cãi người ta được. Một mười nói đánh có thể là đánh một người nhỏ nhỏ tôi đánh được chứ mà ông mập quá tôi đánh cũng không lợi chứ đừng nói mỗi mấy triệu người làm sao tôi dám tôi chống lại. Thấy không? Phải hiểu nguyên tắc thế giới này nó là vậy. Thế giới vật lý bằng sự thật. Mình nói rằng sự thật người ta không đồng ý đâu. Vì thế mà Đức Phật mới kèm một câu, nếu mà trường hợp con nói mà nó chống đối nhiều quá thôi, cái nhiệm vụ con vậy cũng tốt rồi. Còn truyền đi theo dòng thiền tông này muốn tồn tại nữa là do cái người nối tiếp sau phải có gan. Gan mà đúng luật pháp, chứ anh gan mà không đúng luật pháp anh cũng chết rồi. Luật pháp là cái gì? Luật pháp là cái bảo vệ tốt nhất cho cái người nói cái này. Luật pháp là bảo vệ cho người nói chân thật, chứ không phải luật pháp bảo vệ cho người nói tầm bậy. Đó, mình phải sống cái thế giới này là phải sống vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Những địa danh của đạo Phật ở Ấn Độ, Nepal như vườn Lâm Tỳ Ni, Bồ Đề Đạo Tràng, vườn Lộc Uyển, Câu Thi Na, vân vân. Các Phật tử thường hay về đó chiêm bái. Đầu tiên là vì về tâm linh,
Nhưng mà nơi đó có lưu lại những gì để hướng dẫn cho người ta hướng về chánh pháp hay không? Bây giờ nói về chánh pháp thì chánh pháp nó đã đi rồi. Chánh pháp nó đã đi chỗ, đi ra khỏi nước Ấn Độ lâu rồi. Nó đi từ khi mà ông Tổ Bồ Đề mang đi. Thấy không? Giờ làm sao? Còn Bồ Đề Đạo Tràng thành lập năm nào? 2560 mấy nữa? Không có. Mới có 10 năm nay thôi. Bảo Tràng Bồ Đề mới năm. Còn tất cả như cái những cái cột của vua A Dục làm lại thì nó có. Mà khi nó đại sang bằng lần thứ hai thì vua A Dục mới làm lại thôi. Cái cột cho lớn để nó không phá nổi vậy thôi. Chứ còn ba cái lọc dọc nó xe nó đốt hết. Thấy không? Bồ Đề Đạo Tràng mới đây thôi, chứ làm gì có cái chuyện đó. Mới có 10 năm tháng giờ. Xin lỗi, năm ngoái nó còn xây chưa xong á. Nó phải gom tiền từ từ. Gọi là chiêm bái cái di tích của Đức Phật thì đúng. Duy nhất chỉ còn cái núi Linh Thú còn. Những cái nơi mà Đức Phật từng ngồi giảng thuyết còn. Còn tất cả những cái mà lưu cốt hay là cái gì nhà của Đức Phật hoàn toàn mất hết. Cái hang núi Kỳ Hậu Sào Quật còn. Thấy không? Rừng Câu Thi La còn. Đó, nhưng mà nó cũng phải thay đổi. Bây giờ hỏi chứ cái giường Lộc Quyển á, giờ còn không? Của Thái Tử Kỳ Đà giờ qua còn không? Giờ còn có mấy cây trúc lơ thưa thôi. Nó đã qua mất hết luôn. Xót. Cái gì của Đức Phật Thích Ca là nó xót hết luôn. Vì cái chánh pháp nó đã đi qua nước khác rồi. Nó không ở nước Ấn Độ nữa. Nước Ấn Độ, hiện giờ nước Ấn Độ là gì? Quốc giáo là đạo gì? Đạo thần. Nước Ấn Độ quốc giáo là đạo thần chứ không phải là đạo Phật. Mà hiện giờ tại vì đạo Phật khắp thế giới người ta ủng hộ quá, thì trong đó chính cái người nước ngoài lập ra cái Bồ Đề Đạo Tràng chứ không phải là người Ấn Độ. Nên nhớ rằng không phải là người Ấn Độ, người khác đến. Trong đó người Việt Nam có đóng góp một công sức rất lớn trong đó. Thấy không? Để mà kỷ niệm thôi. Chứ còn sự thật những cái gì Đức Phật dạy đều hoàn toàn đi hết, không còn ở nước Ấn Độ. Bởi vì tại sao ông không để cái này? Là theo quy luật nhân quả, anh nó phải đi, tất cả cái gì dòng thiền nó phải đi, không lỗ chuột. Vì thế mà cái chùa này nó trụ tới thời gian rồi nó phải đi. Hết gì nó phải đi, cái thiền tông nó sẽ đi, chứ không phải nằm ở đây đâu. Mà đi đâu, người nào nắm được là phải tâm tài lực trong sáng mới đi nắm được nó. Còn không tâm tài lực đừng có mong mơ rơ tới là chết. Thiền tông này giống như con dao mà không có cái cán đó. Mà nó tám cạnh đó. Con dao tám cạnh mà cái nào cũng bén đó. Đụng đi, đụng vô rồi biết. Nó mình phải hiểu, không phải đơn giản đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Nói đi đi. 11 giờ mình ngưng rồi tới 1 giờ mình. Một câu nữa đi rồi ngưng rồi tới chiều. Những người theo pháp môn thiền tông và tập thể tu theo pháp môn thiền tông thì có khả năng chuyển hóa được môi trường xung quanh và những người xung quanh mình để tỉnh thức giác ngộ và giải thoát hay không? Lặp lại. Những người tu theo pháp môn thiền tông và những tập thể tu theo pháp môn thiền tông có khả năng để chuyển hóa được môi trường xung quanh như những người xung quanh mình để tỉnh thức giác ngộ giải thoát hay không? Tôi nói thiệt, tu thiền tông mà tập thể là chết luôn. Tôi không dám nói mà vậy, nó đằng này phải nói sao chứ phải nói bây giờ. Tu thiền tông mà tu tập thể là chết. Tôi nói cho biết trước, gia đình, người ở trong gia đình mình tu thiền tông, cha mình không tu thiền tông mà còn không dám nói thì cái tập thể là sao?
tập thể là đa miệng, nhiều miệng, là mỗi một cái sao đó, rồi nó sẽ chổi. Bởi vì tu thiền tông là Đức Phật dạy là không lưu dấu vết. Nên nhớ một điều vậy, thì muốn giải thoát là phải vậy đó. Bây giờ tôi mới dám nói à, thì còn cái gì thôi đừng có nói. Nội tu, tu thiền tông không khuyên ai tu. Thứ nhất, không lưu lại dấu vết thì làm gì có cái chuyện tập thể. Tất cả những nơi muốn cái này, muốn truyền theo cái dòng thiền này, anh phải gan dạ, tâm tài lực anh nổi không? Phá nổi xung quanh không? Thì anh mới làm. Còn họ đừng có tưởng đâu, ngồi ở đây, tôi nổi đây nè, xin lỗi, khi tôi ngậm miệng một cái, rồi cái chuyện gì nó sẽ đến. Bây giờ tại vì có người giữ nhà, nó không phá thôi. Không người giữ nhà, nó thành cái chùa quan. Ai muốn làm gì làm. Phải đơn giản đâu. Thành đã bây giờ khuyên, thiền tông ra đời, anh cố gắng anh tạo công đức thôi, đi về, thoát ra cái quy luật vật lý này, trở về nhà xưa, chứ vậy thôi. Còn đã còn ở đây còn rỡ rồi, cấu kết với nhau tập thể này, tập thể kia, chi vậy? Biết đi ra. Bởi vì cái thời gian rất ngắn, thiền tông này nó không có dài lâu đâu. Nói 100 năm là sau cùng nó cũng ấy, về sau nếu mà có thể có người nào, bây giờ người ta ở trong Việt Nam này, bao nhiêu người ta tu vật lý, mà có mình anh tu này, dám không, dám ngồi tu không? Nên lỗi mỗi người nó tới nó phun anh một cột nước miếng, anh cũng chết luôn, chứ đừng có nói vậy. Nó mình phải hiểu thế giới này mà. Nó thành ra đừng có nói mà vô thiền tông mà tập thể, chứ mà không, đừng. Cố gắng tạo công đức, chạy về, chạy ra thoát khỏi cái nhà lửa này nè. Đức trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là tam giới vô an, du như quả trạch. Trong cái tam giới này không có cái chỗ nào yên hết. Đừng có ham mà vô đây ngồi tu, không tu được đâu. Tu cái gì đã, ta cấm cho tu, không cho tu. Cố gắng tạo công đức chạy, có vậy thôi. Bởi vì á, rồi có cái ý thế này nè. Tại làm sao cái vô chùa này tôi để 210 thước vuông. Nếu anh muốn phá, anh phá nhiều đây thôi à. Có kia của tôi à. Về luật pháp bảo vệ tôi, những cái tài sản bên ngoài là của tôi à. Là của dòng họ tôi đó. Hoặc là nếu anh em trong ban quản trị được quyền làm cái này. Có phá cái chùa này 210 thước vuông này. Thấy không? Mà nên nhớ rằng hồi đó cho thép tôi xây, phá phải đền tôi chứ không phải muốn ấy rồi. Còn đất này, cái chùa này muốn lấy tôi cho lấy, nhưng mà không có đường vô à. Xung quanh là chỗ tôi hết, 210 thước vuông này nè. Tôi đã di chúc cho con cháu tôi rồi nè. Muốn lấy cho lấy, tự thuê trực thăng. Muốn chùa cái chùa này thì phải có chiếc trực thăng bay vô, chứ đi bộ không có đường vô. Tôi tính hết vậy mà cũng không biết có chắc ăn không, cho nên thấy không. Rồi thì bây giờ hỏi vậy thì còn nữa, hỏi không ai thì chiều chiều trả lời tiếp. Họ hỏi thêm câu cho hết cái trang này luôn rồi. Chùa Thiền Tông có xây nhà lưu cốt để cho các Phật tử lưu lại những vật chứng sau này. Thứ nhất là để cho thế gian hiểu. Thứ hai là cho những gieo duyên cho những người thân họ đến viếng thăm mà vô tình ngộ được pháp môn này. Người chết thì có được công đức, theo con hiểu như vậy có đúng hay không? Nếu công đức, bởi vì tôi nói hiểu cái này thì cái người chết mới có chứ không phải đâu. Bây giờ chính nè, thí dụ mà cái người chết ở đây đi, con cháu trả lời, rồi mẹ bạn nó tới hỏi chứ tại sao vậy, thì nói là hồi đó ba mẹ ông bà tôi tu thiền tông vô đây, hỏi tu thiền tông mà sao vô đây, rồi móc cái tam giới ra đưa trước, mất cái ngũ thú tập cư ra đưa cho nó trước, rồi mất cái quyền ký cho người ta coi. Nó tu vậy đó. Rồi mà phân tích ngũ thú tập cư rồi thì người ta ngộ liền. Nếu mà người nào muốn tu thì tông bao nhiêu đó đã ngộ rồi. Vì thế mà nên nhớ là tất cả các tổ ngày xưa nha, họ tu thiền tông họ ngộ rồi, không dám nói ai hết, chỉ có âm thầm thôi.
rồi đi rỉ tay từ người thôi, chứ không phải giờ bây giờ này có cái lo là ông sùm giáo cho bây giờ đâu. Tại cái này cái lo là gì? Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hiến pháp cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo và tự do phát biểu, nhưng không phát biểu bậy. Đây tôi không phát biểu bậy mà tôi phát biểu rất chính xác bằng khoa học, và tôi sẵn sàng trả lời bất cứ ai hỏi về cái đạo Phật Thiền Tông này, vô hình và hữu hình tôi trả lời hết. Nếu tôi trả lời không đúng, được quyền đuổi tôi hoặc nói tôi cái gì cũng được. Đó, bởi vì tôi làm là có căn bản chứ không phải là muốn làm này làm đâu. Muốn thực hiện cái này 60 năm về trước không làm được, mà phải đợi 50 năm sau mới bắt đầu thực hiện. Phải lên kế hoạch chứ, tính hết chứ. Tính như thế nào khi mở cái này, truyền bá cái này cho ai hiểu, rồi khi mà kết thúc như thế nào, phải tính hết. Giống như mình muốn tổ chức một cái công ty sản xuất ấy, mình muốn cỡ công ty sản xuất, mình phải tính chứ. Không tính thì sao, mở ra là nó sụp rồi sao. Đó, mình phải hiểu cái thế giới nó là vậy. Rồi giờ mình ngưng chiều nay mấy giờ mình giải đáp tiếp? 11 giờ. Tạm ngưng giải đáp buổi sáng ngày hôm nay. Chiều nay 1 giờ tiếp tục giải đáp.